Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 558. Đó là khô kiếm si thiên quang luân hồi chém. Vừa mới thần lôi thanh đang dẫn động thiên kiếp, khô kiếm si liền thấy không đúng, không có giống ban thiên đế như vậy mạo hiểm, mà là cấp tốc lui lại, chờ đến lôi kiếp che mất ban thiên đế, Diệp Thần tinh thần thư giãn thời điểm, hắn mạnh nữa nhưng xuất kiếm đánh lén. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khô kiếm si kiếm thế cực thịnh, suốt đời tu vi đã ngưng tụ tại nhất kiếm bên trong, một kiếm này thiên quang luân hồi chạm, chính muốn phá giết thiên địa càn khôn, xỏ xuyên qua hết thảy. Diệp Thần chấn động, kỳ thật hắn cũng phòng bị khô kiếm si, nguyên lai tưởng rằng có khả năng dựa vào thần giáp mệnh tinh ngăn cản hết thảy, nhưng không ngờ hắn vừa mới gọi ra thần giáp chiến khải, chỉ duy trì trong nháy mắt liền phá toái. Lúc này đối mặt khô kiếm si đánh lén, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Lập tức, Diệp Thần lâm vào bờ vực sống còn, toàn thân lông tơ siêu siêu dựng thẳng lên. Nhưng ở thời điểm này, một đạo thân ảnh đột nhiên bắn ra, ngăn ở khô kiếm si trước mặt. Đó là Tinh Hải Công. Hắn chịu ban thiên đế âm sát khí xâm phạt, đan điền khí hơi thở không kế, nhưng hắn còn có thân thể của hắn. Hắn dù sao cũng là một tôn thiên đế, thân thể mạnh mẽ, giờ phút này mắt thấy Diệp Thần gặp nạn, không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền đứng ra, vì Diệp Thần đỡ kiếm. Phốc phốc, khô kiếm si kiếm thế 10 điểm mãnh liệt, hắn mắt thấy Tinh Hải Công cản ở trước mặt mình, giật nảy cả mình, nhưng cũng đã vô pháp thu kiếm. Hắn vô cùng lăng lệ kiếm quang, liền hung hăng đâm vào Tinh Hải Công bụng dưới, quán xuyên thân thể của hắn. Lão tử quỷ, ngươi! Khô kiếm si đại chấn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tinh Hải Công bụng dưới bị xỏ xuyên, chỉ cảm thấy đau nhức toàn tâm, nhưng hắn cũng thành công dùng chính mình thân thể, ngăn trở khô kiếm si kiếm, hắn ho nhẹ một thoáng, khóe miệng tiết ra máu tươi, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, nhìn xem khô kiếm si nói. Lão phong tử, ngươi, ngươi một kiếm này, đâm vào ta thật sâu. Ta muốn bị ngươi giết chết. Tinh Hải Công chỉ cảm thấy chính mình tuyến thời gian, đang điên cuồng đoạn diệt lấy, khô kiếm si sở tu thiên quang luân hồi chạm, uy thế quá kinh khủng, coi như chẳng qua là cấp độ nhập môn, nhưng muốn giết hắn, đó là đầy đủ. Ngươi, ngươi, vì sao? Khô kiếm si bi thống chìm nhưng, hắn luyện kiếm vạn thế, chỉ vì một ngày kia, có thể đột phá thiên đế hạn chế, bước vào siêu thiên liệt kê, nhưng không ngờ cuối cùng, hắn kiếm lại quán xuyên Tinh Hải Công. Muốn đem mình tại trên đời bằng hữu duy nhất giết chết. Luân hồi chi chủ là thiên tổ người đại diện, ta không thể nhìn hắn chết. Tinh Hải Công nhếch miệng cười cười, gian nan quay đầu nhìn một chút Diệp Thần, tiểu tử, nữ nhi của ta Tinh Diên, liền. Khục, hắn mong muốn nói cái gì, nhưng trọng thương phía dưới, đã vô lực nói chuyện. Diệp Thần rất đỗi chấn động, kêu lên, Tinh Hải Công, ta thay ngươi. Hô hô hô, lúc này, một cỗ mãnh liệt âm phong sát khí, lại đem Diệp Thần lời cắt ngang. Diệp Thần hồi đến xem xét, liền thấy vừa mới bị lôi kiếp bao phủ ban thiên đế, tại lôi kiếp chậm rãi yếu bớt tán đi về sau, lại là lung la lung lay đứng lên, trên thân sát khí bốc lên, toàn thân vết máu, hình dạng như quái vật, một đôi đồng tử hóa thành màu huyết hồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Nếu không phải ta âm sát ma phô công có thành tựu, hôm nay thật đúng là bị ngươi giết chết. Thiên kiếp của ngươi, có thể oanh sát nhục thể của ta, không diệt được thần hồn của ta. Oanh long long, nương theo lấy một cỗ kinh thiên sát khí gió lốc, ban thiên đế thân thể nứt ra, từng sợi tràn ngập ô uế sát khí theo trong cơ thể bay ra, từ từ bay lên không ngưng tụ tập cùng một chỗ, trong khoảnh khắc thế mà hóa thành một đạo cao ngàn trượng ma thần pháp tướng. Này tôn ma thần pháp tướng. Tràn đầy vô tận ô uế năng lượng, sát khí xâm nghiêm, âm phong thảm đạm, bao phủ thiên địa, như chư thiên ma thần chúa tể, mạnh mẽ, bá đạo, ma uy xâm nghiêm, không ai bì nổi. Tại cuồn cuộn sát khí gió lốc trùng kích vào, Tinh Hải Công thân thể bị thổi bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất, chết sống không biết. Lão tử quỷ, khô kiếm si vô cùng lúng túng, vội vàng vọt tới. Diệp Thần chỉ lẻ loi một mình, độc đấu lấy ban thiên đế. Nhìn xem ban thiên đế cái kia cao ngàn trượng khổng lồ pháp tướng, Diệp Thần cũng là hít sâu một hơi, thấy vô cùng khủng bố. Hôm nay người ta ở giữa, chỉ có thể có một người sinh tồn. Buồn phiền âm sát trưởng. Ban thiên đế như phong ma, toàn thân sát khí bạo liệt, một trưởng điên cuồng gào thét mà ra,
Lăng Không oanh sát hướng Diệp Thần, hắn đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thần hồn đang sôi trào lấy. Huyết Long, chú Tinh Long Thần, giúp ta. Luân hồi Phật tướng, mở. Diệp Thần khẽ cắn môi, biết nguy hiểm, hắn vừa mới thi triển thần lôi thanh đăng, đã tiêu hao đại lượng linh khí, Huyết Long cùng chú Tinh Long Thần đồng dạng tiêu hao rất lớn, nhưng lúc này đối mặt phát như điên ban thiên đế, hắn cũng là liều mạng, trực tiếp mở ra vô thượng Phật Pháp. Oanh Long Long, nương theo lấy kinh thiên Phật quang vọt lên, Diệp Thần thân thể cũng hóa thành ngàn trượng, nguy nga vàng óng. Hóa thân thành luân hồi Phật, trên thân song long xoay quanh, uy thế kinh thiên, đỉnh đầu càng là có thiên đế kim luân thần quang lưu động. Diệp Thần cũng là không giữ lại chút nào, một trưởng cuồng đập mà ra, cùng ban thiên đế song trưởng va chạm. Một kích này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn hủy diệt. Hai người vị trí hư không, trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành một mảnh hư vô, không gian phong bạo bừa bãi tàn phá. Hủy diệt hết thảy. Ban thiên đế hét thảm một tiếng, bàn tay của hắn đều bị nghiền nát, bị một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích, thân thể lảo đảo lui lại. Mà Diệp Thần, đồng dạng không dễ chịu. Tại va chạm bùng nổ về sau, bàng bạc âm sát năng lượng, điên cuồng đánh thẳng vào hắn, hắn luân hồi Phật tướng, trực tiếp nổ tung, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn thổ huyết, thân thể cũng là chật vật lui lại. Lần này va chạm, hai người lại là đấu cái thế lực ngang nhau. Đây là Diệp Thần mượn Huyết Long cùng chú Tinh Long Thần lực lượng điều kiện tiên quyết, nếu như là hắn một mình cùng ban thiên đế đối kháng, chỉ sợ đã là chết. Đỉnh cấp thiên đế như thế trạng thái dưới bùng nổ, uy thế khủng bố, tự nhiên tuyệt không phải bình thường. Luân hồi chi chủ, ngươi sẽ chỉ mượn dùng ngoại lực, căn bản không thuộc về lực lượng của ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi còn có bao nhiêu ngoại lực có khả năng mượn dùng. Ban thiên đế chấn nộ, không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Diệp Thần liều đến thảm liệt như vậy, hắn thân thể đã phá toái, linh hồn cũng gần như sụp đổ, hắn linh khí sắp hao hết, hắn hội tụ chính mình hết thảy còn lại lực lượng, bắn ra một mũi tên. Lạc tinh thần tiễn, đi. Một tiễn phá không, lăng lệ, phong duệ, hung hãn, cái mũi tên này hoàn toàn là do hắc ám ộ uế sát khí ngưng tụ mà thành, còn ẩn chứa ban thiên đế bản mệnh khí huyết tinh hoa, là hắn cuối cùng át chủ bài. Một tiễn này bắn ra, như lạc tinh thần, Diệp Thần phía sau lưng siêu siêu phát lạnh, lông tơ dựng thẳng, khí thế hoàn toàn bị khóa chặt lại, liền sâu trong linh hồn đều có thể cảm nhận được một tiễn này sắc bén. Nếu như bị đánh trúng vào, không chỉ thân thể muốn bị xỏ xuyên, linh hồn cũng muốn lọt vào cái kia vô tận ô uế âm sắt ăn mòn, triệt để sa đọa vô gian thâm uyên, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Lạc tinh thần tiễn, là tử mẫu tiễn. Diệp Thần nhớ tới tinh ẩm nguyệt trước đó. Ban thiên đế này đạo át chủ bài, lạc tinh thần tiễn, chính là tử mẫu tiễn, mẹ tiễn đằng sau còn ẩn chứa một nhánh con tiễn. Diệp Thần đồng tử rụt lại một hồi, xem cái kia lạc tinh thần tiễn phóng tới, đã thấy vô cùng phong duệ, sát khí xâm nghiêm, khó mà ngăn cản. Mẹ tiễn đều lợi hại như vậy, nếu là còn có con tiễn, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Lúc này Diệp Thần, Huyết Long, chú Tinh Long Thần, tiêu hao đều phi thường lớn. Đối mặt ban thiên đế lạc tinh thần tiễn, lập tức liền thấy vô cùng cố hết sức, áp lực to lớn. Đồng thau tháp cao, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức gọi ra đồng thau tháp cao. Đồng thau tháp cao là ngày xưa cửu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan, ẩn chứa mạnh mẽ thủ hộ lực lượng, lúc này Diệp Thần linh khí tiêu hao rất lớn, liền thiên bi đều khó mà điều động, chỉ có thể thôi động đồng thau tháp cao ngăn cản. 3. Ban thiên đế lạc tinh thần tiễn, liền hung hăng bắn tại đồng thau tháp cao phía trên, đồng thau tháp cao lực phòng ngự mạnh mẽ, cái kia lạc tinh thần tiễn trực tiếp phá toái, nhưng tiễn trên thân ẩn chứa khủng bố sát khí, lại là cuồn cuộn dâng trào mà ra. Này lạc tinh thần tiễn, phong mang lợi hại, sát khí lợi hại hơn. Chỉ thấy cuồn cuộn tuôn ra âm sát ma khí, trong nháy mắt liền để thần thánh xưa cũ đồng thau tháp cao, hóa thành u ám ảm đạm màu sắc, cả tòa tháp cao đều bị ô nhiễm đi. Bảo bọc một lớp bụi sương mù, mất đi linh quang. Nhưng, ban thiên đế một tiễn này, cuối cùng là bị đồng thau tháp cao chặn lại. Thấy lạc tinh thần tiễn bị ngăn trở, ban thiên đế cũng không có lộ ra cái gì thần sắc thất vọng, biểu lộ ngược lại là lộ ra dữ tợn. Xuy, chỉ thấy theo cái kia cuồn cuộn âm sát sương mù bên trong, lại có một cây mảnh tiễn, nhanh chóng bắn ra, bắn thẳng về phía Diệp Thần mặt. Này lạc tinh thần tiễn, quả nhiên là tử mẫu tiễn.
Mẹ tiễn phá toái về sau, còn có một cây con tiễn nổ bắn ra đến, sát phạt y nguyên lăng lệ. Này một suất cây con tiễn, Diệp Thần thế mà không thể ngăn cản, phốc phốc một thoáng, mũi tên theo hắn trước ngực bắn vào, phía sau lưng lộ ra, trực tiếp sâu xuyên trái tim. Mũi tên phía trên ẩn chứa âm sát tà khí, mãnh liệt nổ tung, Diệp Thần làn ra tại chỗ liền hóa thành u ám màu sắc, phía trên bò đầy thi ban cùng rêu xanh, sau đó tầng tầng té xuống đất, toàn thân da thịt suy suy rung động, không ngừng toát ra khói đen, dần dần muốn biến thành một bãi nước mủ. Ban thiên đế âm sát tà khí, ô uế ăn mòn chi lợi hại, liền khủng bố đến trình độ này. Diệp Thần cả người, đều muốn cốt nhục tan rã, hóa thành nước mủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đắc thủ. Ban thiên đế thấy thế, lập tức kinh hỉ vạn phần, hắn lạc tinh thần tiễn, mẹ tiễn bên trong cất giấu một nhánh con tiễn, đánh lén giết người, mọi việc đều thuận lợi, coi như cần điều động toàn thân linh khí thôi động, tốn lực to lớn. Lúc này ban thiên đế toàn thân linh khí, đều bị rút sạch, nhưng nhìn thấy Diệp Thần chết rồi, hắn vô cùng kích động mừng như điên, nghĩ thầm, chúng ta lạc tinh thần tiễn, coi như tiểu tử này có thể phục sinh sau cũng là một người phế nhân. Ha 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 ha. Mặt đất bên trên, Tinh Ẩm Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần bỏ mình, thi thể hóa thành nước mủ, lập tức choáng váng, không thể tin được một màn trước mắt. Khô Kiếm Si cũng là vô cùng kinh ngạc, ngốc ngốc nói, điều đó không có khả năng. Luân hồi khí vận thao thiên, làm sao lại chết như vậy? Ban thiên đế cười ha ha, nói ta lạc tinh thần tiễn sát phạt vô địch, tiểu tử này lại thế nào ngăn cản được? Hắn nhìn thấy Diệp Thần thi thể hóa thành nước mủ về sau, cái kia tuyệt mệnh hộp kiếm liền hiển lộ ra, hắn dưới sự kích động, lập tức nện bước có chút lảo đảo bước chân, chạy tới muốn nhặt lên hộp kiếm. Nhưng lúc này, một đạo phong duệ kiếm quang, theo thiên trảm dưới, chém về phía ban thiên đế thân thể. Ban thiên đế đại chấn, vội vàng co lại sau lưng lui. Ai nói ta chết đi? Chỉ nghe bên trên bầu trời, truyền đến một đạo lãnh xâm xâm thanh âm. Ban thiên đế ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một thanh niên nam tử cầm trong tay trường kiếm, trôi nổi tại trên bầu trời, không phải Diệp Thần còn có thể là ai? Tiểu tử, ngươi! Nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, ban thiên đế đồng tử lập tức kịch liệt co vào, chỉ một thoáng nhìn rõ thiên cơ. Hiểu rõ hết thảy, nguyên lai là phân thân. Lưng một đạo hàn khí vọt lên, toàn thân kinh dị. Đúng vậy, lãng phí ta một đạo thanh liên phân thân, ta muốn ngươi để mạng lại lấp. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai vừa mới lạc tinh thần tiễn còn tiễn bắn chúng, chẳng qua là hắn thanh liên phân thân. Hắn sớm biết tử mấu tiễn huyền bí, cho nên sớm có phòng bị, tại ban thiên đế còn tiễn phóng tới thời điểm, hắn đã di hình hoán ảnh. Nhường phân thân thay thế mình nhận lấy cái chết. Cũng may mà trước đó đạt được tinh hải công bảo tàng, Diệp Thần thanh liên phân thân, cường hóa rất nhiều, cho nên ban thiên đế căn bản không có phát giác, còn tưởng rằng Diệp Thần bản thể chết rồi, nào nghĩ tới chẳng qua là phân thân. Lúc này ban thiên đế đã hao hết lực lượng, mất đi hết thảy sức chiến đấu, mặc dù Diệp Thần cũng là tiêu hao rất lớn, nhưng ít ra tốt hơn hắn nhiều. Nhìn xem Diệp Thần trong mắt xâm nghiêm sát cơ, ban thiên đế dùng mình, vội vàng nâng cao hai tay nói, đừng giết ta. Ta đầu hàng. Diệp Thần cười ha ha, nói thật có lỗi, người đầu hàng, ta không tiếp thụ. Hắn nghĩ đến ban thiên đế là đỉnh cấp thiên đế, nếu như có thể giết chết lời, thi thể của hắn, cũng là chế tạo sáng tạo sinh chi trụ tuyệt tài liệu tốt. Chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, cần 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể, trước đây Diệp Thần đánh giết kính thiên đế, thu tập được cỗ thứ nhất. Hiện tại, ban thiên đế liền là đệ nhị cỗ. Vũ trụ mệnh cách, không gian pháp tắc, không gian hàng chiều, cho ta trấn áp. Diệp Thần không nói nhảm, điều động còn sót lại linh khí, thôi động vũ trụ mệnh cách, bộc phát ra từng đầu không gian pháp tắc, như từng đầu tập trung sợi tơ, liền hướng về ban thiên đế quấn quanh mà đi. Ban thiên đế hoảng hốt, nhưng đã vô pháp ngăn cản, toàn thân bị Diệp Thần không gian pháp tắc sợi tơ cuốn lấy. Này chút không gian pháp tắc mang theo hàng chiều đả kích lực lượng, chỉ trong nháy mắt, liền đem ban thiên đế thân thể, theo ba chiều nghiền thành hai chiều. Thân thể của hắn, cũng giống như kính thiên đế, trực tiếp biến thành một bức họa, họa bên trong hắn, gương mặt dừng lại lấy lúng túng cùng kinh khủng, một hai tròng mắt còn tại chuyển động, hình ảnh thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Diệp Thần tay cầm cách không một túm, bức tranh này, liền hướng về hắn bay tới. Nhưng bay tới nửa đường, đột nhiên một thân ảnh bay ra. Đem bức tranh chụp tới,
đúng là Tinh Ẩm Nguyệt. Tinh Ẩm Nguyệt bắt lấy bức tranh, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ban thiên đế thi thể, ta muốn, đa tạ ngươi giúp ta giết hắn, ngày sau ta cùng Hiên Viên Vương đại hôn, ta cho ngươi lưu một chén rượu mừng. Cáo từ. Nàng đoạt được bức tranh, lập tức phi thân chạy trốn mà đi. Dừng lại. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới Tinh Ẩm Nguyệt sẽ đem bức tranh cướp đi, nghĩ đuổi theo, nhưng Tinh Ẩm Nguyệt trong chớp mắt liền chạy mất dạng, mà hắn khí tức không kế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chạy mất. Đáng chết. Diệp Thần tức giận, đây chính là ban thiên đế thi thể, hắn giữ lại có tác dụng lớn, lúc này bị Tinh Ẩm Nguyệt cướp đi, hắn tổn thất to lớn. Chú Tinh Long Thần an ủi, mộ chủ, được rồi, có thể cướp được tuyệt mệnh hộp kiếm, đã không tệ, nhanh đi Nam Châu Thiên đi, cô bé kia lạc đường, vậy nhưng cực kỳ không ổn a. So sánh với ban thiên đế, chú Tinh Long Thần càng quan tâm Tiểu Mạt Lị. Tiểu Mạt Lị một thể song hồn, đã là đấu chiến thần chuyển thế, lại là thiên đạo rèn đúc người chuyển thế, nàng bây giờ một mình truyền tống đi Nam Châu Thiên, một khi lạc đường, trời biết sẽ có hậu quả gì không? Diệp Thần nghe chú Tinh Long Thần, trong lòng cũng là run lên, hoàn toàn chính xác, Tiểu Mạt Lị vừa mới một mình truyền tống đi Nam Châu Thiên, trời biết nàng gặp phải như thế nào vận mệnh. Diệp Thần cũng nhất định phải nhanh tiến đến Nam Châu Thiên. Uy, tiểu tử, tới. Lúc này, Khổ Kiếm Si hướng về phía Diệp Thần kêu to, hắn lúc này đang thủ tại Tinh Hải Công bên người, mà Tinh Hải Công đã trọng thương hôn mê. Bụng của hắn bị Khổ Kiếm Si xỏ xuyên qua, còn đang chảy máu. Liền ruột đều chảy ra, tràng diện 10 điểm thảm liệt, đã là sắp chết trạng thái, tuyến thời gian không biết đoạn diệt bao nhiêu. Diệp Thần cũng lo lắng Tinh Hải Công, vội vàng chạy tới, trên đường đưa tay cách không đem trên mặt đất tuyệt mệnh hộp kiếm thu tới, cẩn thận cất kỹ. Vì cướp đoạt tuyệt mệnh thiên kiếm, hắn không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, kết cục cuối cùng là miễn cưỡng hài lòng. Làm Diệp Thần thu hồi tuyệt mệnh thiên kiếm, đi đến Tinh Hải Công bên người thời điểm, toàn bộ kiếm bắc giới đều tại kịch liệt địa chấn, đại địa bản khối oanh long long chấn động, không tách ra nứt, cái thế giới này sắp sụp đổ. Tuyệt mệnh thiên kiếm là kiếm bắc giới trật tự hạch tâm, Diệp Thần mang đi thanh kiếm này, toàn bộ kiếm bắc giới đều muốn hướng đi sụp đổ. Khô Kiếm Si thấy Diệp Thần thu tuyệt mệnh thiên kiếm, mắt trong mang theo một vệt lạnh lùng, nói, ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt. Diệp Thần nói, vì sao? Khô Kiếm Si ánh mắt chỉ thấy Tinh Hải Công, đầy dẫy thê lương. Nói, này lão tử quỷ nói đúng, ta chấp niệm quá sâu, một lòng đòi hỏi tuyệt mệnh thiên kiếm, ngược lại rơi ma chướng. Binh khí trung quy là ngoại vật, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, mới là kiếm đạo cảnh giới chí cao. Diệp Thần lẩm bẩm nói, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Khô Kiếm Si thanh âm bỗng nhiên lại xâm nghiêm dâng lên, nói ta có thể đem tuyệt mệnh thiên kiếm nhường cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cứu sống Tinh Hải Công. Như hắn chết, ta coi như liều mạng tự bảo, cũng muốn ngươi chôn cùng, mọi người cùng nhau chết thôi. Diệp Thần nhìn xem Tinh Hải Công bụng dưới không ngừng chảy ra máu tươi, nói, là ngươi giết hắn, bây giờ lại trách ta rồi. Khô Kiếm Si nói, ta mặc kệ, kiếm bắc giới có khả năng sụp đổ, nhưng Tinh Hải Công không thể chết. Diệp Thần cười khổ một tiếng, vuốt vuốt có chút nở mi tâm, nói ta có khả năng cứu hắn, nhưng cần ngươi trả giá một chút. Khô Kiếm Si nói, cái gì? Diệp Thần nói, ta linh khí không đủ, ngươi chỉ cần tự chém một tay, dùng máu tươi của ngươi vì nhiên liệu, ta mới có thể thi triển thủ đoạn cứu người. Khô Kiếm Si chấn động, nhưng cũng không do dự quá nhiều, tịnh chỉ làm kiếm, tại chính mình trên cánh tay trái một chảm, liền đem toàn bộ cánh tay trái chảm gãy xuống, máu tươi cuồng nhiên dâng trào, nói, đủ rồi sao? Diệp Thần vội nói, đủ rồi, đủ. Khô Kiếm Si nói, ngươi có thủ đoạn gì có khả năng cứu người? Nếu là không cứu sống Tinh Hải Công, vậy chúng ta hôm nay thì cùng chết tại đây bên trong. Diệp Thần nói, đừng quá kích động, ta tự có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, bình tĩnh thần tâm, điều động vũ trụ mệnh cách năng lượng, sau lưng liền hiện ra rộng rãi vũ trụ đồ cảnh, vũ là không gian, trụ là thời gian, cái kia vũ trụ đồ đằng bên trong, trận trận trụ quang lấp lánh dâng lên. Thời gian pháp tắc bắt đầu vận chuyển. Trụ quang tang thương, sơn hải lưu chuyển, thời gian đảo nghịch, thời gian quay lại. Diệp Thần đánh ra từng đạo thủ ấn, từng đầu thời gian pháp tắc, rơi vào Tinh Hải Công trên thân. Tinh Hải Công đoạn diệt tuyến thời gian, tại Diệp Thần thời gian pháp tắc tẩm bổ dưới, thế mà một lần nữa tiếp tục trở về.
thời gian bắt đầu quay lại, Tinh Hải Công trạng thái, theo trọng thương ngã gục bộ dáng, dần dần khôi phục hồi trở lại ban đầu khỏe mạnh, bụng hắn bên trong chảy ra máu tươi cùng ruột, lại rút về hắn trong bụng đi, hình ảnh thoạt nhìn rất là kinh người. Khô Kiếm Si ở bên cha gặp được, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Diệp Thần thời gian pháp tắc thủ đoạn, như thế tuyệt diệu. Trong khoảnh khắc, Tinh Hải Công thương thế trên người, liền đã hoàn toàn tốt, ý thức cũng đang dần dần tỉnh táo bên trong. Diệp Thần thấy thế, lập tức thở dài một hơi, dùng hắn bây giờ trạng thái, rất khó nhường Tinh Hải Công khôi phục, may mắn Khô Kiếm Si đủ quả quyết, cam lòng hy sinh một tay. Có hắn một cánh tay làm nhiên liệu, Diệp Thần đánh vào Tinh Hải Công trên người thời gian pháp tắc, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Lúc này theo Tinh Hải Công khôi phục, Khô Kiếm Si đầu kia tay cụt, cũng là triệt để khô héo héo rút. Khô Kiếm Si nói, tiểu tử, thật là tinh diệu thời gian thủ đoạn. Vậy ngươi dùng lại lần nữa thời gian quay lại, đem ta tay cụt khôi phục. Diệp Thần cười khổ lắc đầu, nói thời gian quay lại, nghịch chuyển càn khôn, cần chờ giá trao đổi, ngươi nghĩ khôi phục tay cụt, cái kia liền lấy ra đầy đủ tài nguyên tới. Ngô! Lúc này, Tinh Hải Công chậm rãi mở mắt tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy Khô Kiếm Si cánh tay chặt đứt, hắn không khỏi giật nảy mình, nói. Lão Phong Tử, tay ngươi cánh tay làm sao chặt đứt? Lại sờ lên bụng của mình, a, ta không sao rồi. Tiếp theo sát, Tinh Hải Công nhìn về phía Diệp Thần đang mỉm cười nhìn hắn, trong chớp mắt, Tinh Hải Công thiên cơ động minh, biết được hết thảy, không khỏi toàn thân lạnh cóng, run giọng nói. Các ngươi, ai, Lão Phong Tử, ngươi cần gì phải tay cụt cứu ta? Khô Kiếm Si hừ một tiếng, nói ta không muốn ta đạo tâm có thua thiệt thôi, kiếm Bắc giới nhanh sụp đổ, chúng ta đi trước đi. Diệp Thần nói, không cần, ta có khả năng giữ được cái thế giới này. Đồng thau tháp cao, chấn xuống. Diệp Thần trực tiếp tế ra đồng thau tháp cao, tòa tháp này vừa mới nhận ban thiên đế lạc tinh thần tiễn sát khí ô nhiễm, đã một mảnh ảm đạm, nhưng dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan, nội tình vẫn còn, y nguyên có được có chút mạnh mẽ thủ hộ lực lượng, muốn chấn thủ kiếm Bắc giới, cái kia là hoàn toàn đầy đủ. Bành! Đồng thau tháp cao đè xuống. Lập tức giống như càn khôn đóng đô, vừa mới còn đang không ngừng lay động địa chấn kiếm Bắc giới, lập tức liền an định xuống tới, hết thảy chấn động lắng lại, sắp phá nát thế giới, lại lần nữa giữ vững hoàn chỉnh. Tinh Hải Công cười ha ha một tiếng, nói, hảo tiểu tử, ngươi át chủ bài thật nhiều a. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, tiểu mạt lị một mình đi Nam Châu Thiên, ta có thể được nhanh tìm nàng, chỉ có kiếm Bắc giới có truyền tống trận, ta cũng không thể nhường cái thế giới này hủy diệt. Khô Kiếm Si nói, vừa mới cái kia truyền tống trận đã dùng qua, trong thời gian ngắn, không thể lại dùng. Tinh Hải Công cười nói, không có việc gì, vực ngoại còn có cái truyền tống trận đâu. Kiếm Bắc giới có hai cái truyền tống trận, vực nội vực ngoại mỗi cái một cái, coi như vực nội không thể dùng, vực ngoại còn có khả năng dùng. Diệp Thần lập tức giải sầu, nói, vậy thì tốt, hai vị tiền bối, ta phải trước đi. Dừng một chút. Diệp Thần lại trịnh trọng hướng Khô Kiếm Si chắp tay nói, Khô Kiếm lão tổ, đa tạ ngươi chịu nhường ra tuyệt mệnh thiên kiếm, về sau kiếm Bắc giới như gặp được phiền toái gì, cứ việc có khả năng hướng ta luân hồi trận doanh nói một tiếng. Khô Kiếm Si hừ một tiếng, nói ta Khô Kiếm lão tổ cả đời, theo không cầu người, người muốn đi liền đi, đừng lại nhảy đấy dài dòng. Diệp Thần nói, được, lại hướng Tinh Hải Công cùng Khô Kiếm Si thi lễ một cái, hai vị tiền bối, cáo từ. Khô Kiếm Si bỗng nhiên nói, chậm rãi. Diệp Thần nói, tiền bối còn có gì phân phó. Khô Kiếm Si trầm ngâm một thoáng, nói, lại cho ta hai nén nhang thời gian, ta nghĩ hàn huyên với ngươi ít đồ. Diệp Thần nói, không biết tiền bối nghĩ trò chuyện cái gì. Khô Kiếm Si chậm rãi ngồi thẳng thân thể, bàn tay phải ở bên trái cánh tay đứt gãy bên trên một vệt, ngừng lại máu tươi, hơi tập trung, nói, cũng không có gì, chỉ là muốn tâm sự kiếm đạo. Diệp Thần nói, ồ. Khô Kiếm Si nói, ta này cả đời, thì kiếm thành si, một mực tại truy cầu kiếm đạo trung cực, người cảm thấy, kiếm đạo đích đỉnh phong là cái gì? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, kiếm đạo đỉnh, chỉ thủy đoạn thác nước, chỉ thủy kiếm đạo, chính là tối trung cực kiếm đạo, đây là vô số tiên hiền đại năng thăm dò ra tới trung cực, không có sai. Trong truyền thuyết cường đại nhất kiếm đạo, đủ để nghịch chuyển càn khôn, đột phá hiện thực hệ thống logic hạn chế. Đó chính là chỉ thủy kiếm đạo, Diệp Thần cũng đã nắm giữ.
Khô Kiếm Si nói, ừm, kiếm đạo chi cảnh, đại khái có thể điểm tứ bộ. Bước thứ nhất, là trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm, trong lòng cũng không biết kiếm đạo chân tủy, chẳng qua là một vị cầm kiếm quát tháo, đây là cấp thấp nhất cảnh giới. Bước thứ hai, chính là trong tay có kiếm, trong lòng cũng có kiếm, kiếm tùy tâm phát, mọi việc đều thuận lợi, xem như tại kiếm đạo một đường bên trên đăng môn nhập thất. Bước thứ ba, thì là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đã không cần dựa vào thần binh lợi khí quát tháo, nhỏ đến hoa một cái một cây, một ngọn cây cọng cỏ, lớn đến sơn hà thương hải, nhật nguyệt tinh thần, đều có thể làm kiếm, tỉ như ta chính là đến này nhất cảnh, một đoạn cành khô có thể thành kiếm, đây là lẽ thường có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Đến mức bước thứ tư, liền là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Một bước này, không thể tưởng tượng nổi, siêu thoát lẽ thường, không thể dùng lẽ thường ước đoán, trong tay bên trong đều không kiếm, kiếm khí kia từ đâu tới. Lại như thế nào chảm địch giết người? Diệp Thần nói, không giảng đạo lý, vô pháp dùng lẽ thường logic suy đoán, đây chính là chỉ thủy nhất kiếm tinh túy. Chỉ thủy nhất kiếm, vô cùng huyền diệu, có thể đột phá logic hệ thống. Dùng sâu kiến chi thân chém giết thiên thần, nhất kiếm ra, càn khôn nghịch chuyển, thiên địa lật đổ, đang đại biểu cho kiếm đạo đỉnh chí lý. Khô Kiếm Si gật đầu nói, đúng là như thế, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác có thể đột phá lẽ thường, theo phát kiếm khí, chém ngược thiên địa càn khôn, đây chính là chỉ thủy nhất kiếm. Kiếm đạo tứ cảnh, đỉnh phong nhất, cũng chính là này chỉ thủy nhất kiếm. Dừng một chút. Khô Kiếm Si chuyện lại nhất chuyển, nói, nhưng, ta tu luyện thiên quang luân hồi chảm, một kiếm này, ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ảo diệu biến hóa, đúc nóng cuồn cuộn chư thiên hóa thành thiên quang, một chùm kiếm quang phát ra, xỏ xuyên qua thế giới vô địch, lại không thể dùng kiếm đạo tứ cảnh suy tính. Thiên quang luân hồi chảm, luận uy lực, thậm chí vượt qua chỉ thủy nhất kiếm, cho nên kiếm đạo đỉnh, là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, thuyết pháp này, không đúng lắm, vô cùng không đúng. Còn có lợi hại hơn kiếm đạo áo nghĩa, là thế giới bên ngoài kiếm đạo. Diệp Thần nói, thế giới bên ngoài kiếm đạo. Khô Kiếm Si nói, đúng, thế giới bên ngoài kiếm đạo, thiên quang luân hồi chảm, đang ẩn chứa thế giới bên ngoài kiếm đạo tinh túy. Chỉ tiếc, ta không thể lĩnh ngộ. Ta thường xuyên lâm vào mê mang bên trong, vô cùng khốn đốn, chỉ thủy nhất kiếm là kiếm đạo đỉnh, đây là người người đều biết sự tình, năm đó thiên đấu sát thần từng bước vào một bước này. Trong tay bên trong đều không kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác có thể chém ngang chư thế vô địch. Nhưng thiên quang luân hồi chảm xuất hiện, lại làm cho ta nhìn thấy càng thâm thúy kiếm đạo, đó không phải là cái thế giới này kiếm đạo, cuồn cuộn vĩ đại, khó mà hình dung. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, hiểu được. Khô Kiếm Si bao la mờ mịt khốn đốn, là bởi vì hắn không biết chân chính kiếm đạo đỉnh phong, đến cùng là cái gì, mất đi mục tiêu, vì vậy bao la mờ mịt hỗn loạn. Kiếm đỉnh, là chỉ thủy, vẫn là thiên quang. Khô Kiếm Si nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần dĩ nhiên cũng không biết, nhưng hắn cũng không bao la mờ mịt, dứt khoát nói, Khô Kiếm lão tổ, người chấp niệm như thế, không có ý nghĩa. Thế giới bên trong pháp tắc, còn không có thăm dò, đi tìm kiếm thế giới bên ngoài đạo pháp, lại có ý nghĩa gì? Vị chi thiên, làm sao biết thiên ngoại? Khuy thiên không rõ, lại khổ tìm thiên ngoại chi đạo, sai lầm sai cực. Khô Kiếm Si đại chấn, Diệp Thần lời nói này khí mặc dù bình tĩnh, nhưng hắn nghe vào trong tai, lại cảm giác kinh lôi phát hội, cảm xúc sục sôi, lẩm bẩm nói, vị chi thiên, làm sao biết thiên ngoại? Vị chi thiên, làm sao biết thiên ngoại? Đúng, ngươi nói không sai, là ta sai rồi. Đột nhiên, mặt mũi tràn đầy kích động Khô Kiếm Si, lại hướng Diệp Thần quỳ xuống, đông 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 dập đầu ba cái. Nhìn thấy một màn này, Tinh Hải Công cùng Diệp Thần đều là kinh hãi. Diệp Thần liền vội vàng đem Khô Kiếm Si đỡ dậy, nói tiền bối làm sao đến mức này. Khô Kiếm Si kích động nói, luân hồi chi chủ, hôm nay nghe vua nói một buổi, thắng qua ta khổ tu vạn thế. Ngươi đề tỉnh ta, ta tìm kiếm thiên ngoại chi đạo, không có ý nghĩa, có thể nắm giữ đời này kiếm đạo pháp tắc, đã đủ để viên mãn, trước kia là ta sai rồi. Diệp Thần mỉm cười, nói tiền bối đạo tâm sáng choang. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Khô Kiếm Si đôi mắt, trở nên trước nay chưa có trong suốt trong vắt, dưới sự chỉ điểm của Diệp Thần, hắn đã triệt để tỉnh táo, đã không còn bất luận cái gì chấp niệm. Đạo tâm thanh minh, chư thiên vạn giới, mịt mờ hư không,
vô tận linh khí đều hướng về Khô Kiếm Si hội tụ mà đi, hắn toàn thân phát sáng, vừa mới gãy mất cánh tay, đúng là chậm rãi mọc ra, cả người dần dần khôi phục viên mãn. Tinh Hải Công kinh hỉ nói, lão gia phong tử, người muốn đột phá chứng đạo siêu thiên rồi. Khô Kiếm Si cười cười, khoát tay áo nói, siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy bước vào. Ta phải luân hồi chi chủ chỉ bảo, khám phá ma chướng, khôi phục đỉnh phong thôi. Dừng một chút, Khô Kiếm Si trong tay ngưng tụ ra một cái chùm sáng, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng, đưa cho Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ chỉ bảo, đây là tại hạ tặng ngươi lễ vật. Diệp Thần nói, ồ, thấy cái kia quang cầu bên trong, có ngàn sắc vạn tượng biến hóa, rất nhiều ký tự chìm chìm nổi nổi, có chút ảo diệu. Khô Kiếm Si nói, đây là ta đối thiên quang luân hồi chảm cảm ngộ kết tinh, hẳn là đối ngươi có ích. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói cái kia liền đa tạ tiền bối lễ vật. Nhận lấy quả cầu ánh sáng kia trực tiếp hóa thành từng sợi tinh khiết hào quang, dung nhập Diệp Thần trong cơ thể. Lập tức, Diệp Thần trong óc liền chấn động, từng màn kiếm đạo khí tượng lóe lên, đều là thiên quang luân hồi chảm huyền bí chỗ. Thiên quang luân hồi chảm, đó là thiên tổ sáng tạo vô thượng kiếm pháp, ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng tuyệt diệu biến hóa, coi như là Diệp Thần. Mong muốn tinh thông môn này kiếm pháp, hắn đoán chừng cũng phải lại an tâm khổ tu thời gian một tháng, mà lại nhất định phải bế tử quan, không thể để cho người quấy rầy. Nhưng bây giờ, hấp thu Khô Kiếm Si kiếm đạo cảm ngộ kết tinh, Diệp Thần không cần khổ tu, liền lập tức bước vào thiên quang luân hồi chạm cánh cửa, đồng thời suy một ra ba, mình còn có lĩnh ngộ sâu hơn. Ong ong! Tại sơ bộ lĩnh ngộ thiên quang luân hồi chạm về sau, Diệp Thần thể bên trong tu vi cảnh giới bình cảnh cũng bị chém ra. Tu vi cảnh giới của hắn, một thoáng liền theo thiên nguyên cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, đột phá tấn thăng đến 8 tầng hàng ngũ. Tu vi một thoáng đột phá, chư thiên linh khí cuồn cuộn tới, vừa mới luân phiên chiến đấu tiêu hao, cấp tốc khôi phục, Diệp Thần lập tức thấy tinh thần phấn chấn, khí tức viên mãn, cả người thần thái sáng láng. Khô Kiếm Si cười nói, chúc mừng đột phá, luân hồi chi chủ. Tinh Hải Công nói, tiểu tử, nói thật, người tu vi vẫn có chút yếu a. Chẳng qua là thiên nguyên cảnh 8 tầng, như thế nào đối mặt đủ loại này kẻ địch. Luôn dựa vào ngoại lực, cũng không phải biện pháp a. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói tiền bối nói đúng, ta sẽ mau chóng tu luyện đột phá. Tinh Hải Công nói, ừm, đi thôi, người đi Nam Châu Thiên, có lẽ còn có thể tìm được huyền vũ mảnh vỡ, bù đắp người thần giáp mệnh tinh, trực tiếp bước vào cửu đỉnh cảnh là không có vấn đề. Năm đó huyền vũ mảnh vỡ, từng rơi xuống đến kiếm bắc giới, sau này lại bị Nam Châu Thiên người mang đi. Nói cách khác, huyền vũ mảnh vỡ bây giờ còn tại Nam Châu Thiên chi bên trong. Nếu có thể đạt được huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh bù đắp hoàn chỉnh, hắn khẳng định là có thể trực tiếp tấn thăng cửu đỉnh cảnh. Diệp Thần nói, phải. Hai vị tiền bối, ta đi. Tinh Hải Công nói, chúng ta đưa ngươi. Liền cùng Khô Kiếm Si cùng một chỗ, bồi tiếp Diệp Thần đi vực ngoại truyền tống trận. Trên đường, Tinh Hải Công lại nói, người đi đến Nam Châu Thiên Hậu, nhớ kỹ tìm về mặt lị tiểu nha đầu kia, có thể ngàn vạn không thể để cho nàng xảy ra chuyện, còn có nữ nhi của ta Tinh Diên, người cũng phải nghĩ biện pháp mang nàng về nhà. Diệp Thần nói, đúng, tiền bối, ta biết. Lần này đi Nam Châu Thiên, Diệp Thần có ba chuyện phải xử lý, một là tìm kiếm huyền vũ mảnh vỡ, hai là an đốn mạt lị, ba là mang về Tinh Hải Công nữ nhi Tinh Diên. Đến mức kiếm bắc giới nơi đây nhân quả, tính đối chấm dứt, Diệp Thần thuận lợi lấy được tuyệt mệnh thiên kiếm, cũng cùng Khô Kiếm Si băng thích hiểm khích lúc trước, chẳng qua là ban thiên đế bức tranh, bị tinh ẩm nguyệt mang đi, lại là có chút tiếc nuối, còn có tiểu mạt lị một mình bị truyền tống đi, cát hung vị chi, quả thực làm người lo lắng. Nhưng nói tóm lại, Diệp Thần vẫn là được nhiều hơn mất. Hắn trong lòng cũng là có chút hài lòng. Luân hồi mộ địa bên trong, chú Tinh Long Thần đang ôm tuyệt mệnh hộp kiếm, hết sức hài lòng, muốn đem tuyệt mệnh thiên kiếm rút ra, nhưng lại sợ quá mức xuất sắc, sẽ ủ thành bất trắc họa, nhân tiện nói. Thiên đấu sát thần, ngươi kiếm cầm tới á, tiếp xuống phải làm những gì, ngươi muốn hiện thân sao? Luân hồi mộ địa yên lặng một hồi, sau đó mới truyền ra thiên đấu sát thần thanh âm thê lương, không, ta còn chưa tới hiện thân thời điểm. Ha ha, lần này đoạt kiếm, khó khăn chắc trở quả thực không ít, may mắn kết cục còn coi như viên mãn. Chỉ là ta thanh kiếm này, đã bị cái kia kiếm linh huyết phú quân xiềng xích cầm giữ,
không tốt chấp trưởng, mộ chủ, người nghe. Diệp Thần tinh thần bắn ra đến luân hồi mộ địa, nói tiền bối mời nói, ta đều nghe. Thiên Đấu Sát Thần nói, người đến mau sớm bước vào cửu đỉnh cảnh, mới có thể cởi ra tuyệt mệnh thiên kiếm phía trên xiềng xích, cũng chỉ có người đến cửu đỉnh cảnh, ta mới có như vậy một chút khả năng, có thể hiện thân buông xuống. Khí tức của ta quá cường đại, nếu là bây giờ buông xuống, có thể sẽ đối ngươi tạo thành cực lớn trùng kích. Ngươi bây giờ, chỉ cần mau sớm tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào cửu đỉnh cảnh, đến mức này nắm tuyệt mệnh thiên kiếm, trước hết để đó đi, cầm kiếm sự tình, không cần gấp tại nhất thời. Diệp Thần nói tốt, tiền bối, ta hiểu được. Hắn nghĩ thầm muốn bước vào cửu đỉnh cảnh, huyền vũ mảnh vỡ là nơi mấu chốt, nếu là có thể đạt được huyền vũ mảnh vỡ, bù đắp thần giáp mệnh tinh, cái kia tu vi cảnh giới của hắn, tự nhiên cũng có thể đi theo tăng nhanh như gió. Tương phản, nếu như không có huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần liền cần mặt khác tìm kiếm đại cơ duyên, mới có thể chống đỡ nổi đại cảnh giới đột phá. Một đường tiến lên, Diệp Thần, Tinh Hải Công, Khô Thì Kiếm Si ba người, rất nhanh liền đi tới vực ngoại truyền tống trận. Tinh Hải Công lấy ra một vò hoàng tử, giao cho Diệp Thần, nói, này vò rượu, người mang đến cho Mạt Lị tiểu nha đầu kia. Diệp Thần cười một thoáng, nói, được, nhận lấy vò rượu. Tinh Hải Công nói, ừm, Nam Châu Thiên có tam đại thế lực, chính là Thiên Tổ Các, Đấu Chiến Phủ, Sát Thiên Điện, cái truyền tống trận này, cùng Thiên Tổ Các liên thông, ngươi truyền tống đi qua về sau, liền sẽ buông xuống đến Thiên Tổ Các bão táp đạo đài, Mạt Lị tiểu nha đầu kia, cũng hẳn là tại Thiên Tổ Các bên trong, ngươi không cần quá lo lắng, cùng người bên kia nói một tiếng là được, bọn hắn không quá dễ nói chuyện, nhưng Mạt Lị là... Ân, nha đầu kia thân phận đặc thù, Thiên Tổ các người sẽ không bạc đãi nàng. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, nói, đúng. Tinh Hải Công nói, nhưng nữ nhi của ta Tinh Diên, lại là tại Sát Thiên Điện, bái nhập Thiên Nam Tu tọa hạ, là Thiên Nam Tu chân truyền đệ tử, người muốn mang nàng về nhà, cũng không quá dễ dàng, có thể cùng Thiên Tổ các người nói một tiếng, tìm kiếm bọn hắn trợ giúp. Diệp Thần nói, tốt, hai vị tiền bối, ta đi đây. Tinh Hải Công nói, đi thong thả, thuận buồm xuôi gió, ai, hy vọng ngươi có thể hết thảy thuận lợi đi. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này cắt vỡ bàn tay của mình, dùng máu tươi thôi động truyền tống trận, trực tiếp liền truyền tống đi Nam Châu Thiên. Lần này, không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thần liền thuận lợi rời đi kiếm bắc giới, trực tiếp buông xuống đến Nam Châu Thiên thế giới bên trong. Oanh long long, một hồi trời đất quay cuồng về sau, Diệp Thần đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Bên tai nghe được trận trận phong lôi chi thanh, mở mắt xem xét, phát hiện mình đưa thân vào một chỗ to lớn trong bình đài. Trên bình đài điêu khắc đạo văn, tại một chỗ trên sườn núi dọc theo người ra ngoài, nhìn xuống phía dưới, mây khói bao phủ, mịt mờ không biết sâu bao nhiêu, trận kia trận phong lôi chi thanh, chính là từ mây mù yên hà bên trong truyền ra. Ngắm nhìn bốn phía, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, lại là một cái vô cùng mỹ lệ, vô cùng thế giới đặc thù. Một cái cơ giới thế giới. Diệp Thần trước mắt tất cả những gì chứng kiến, đều là cơ giới cùng kim loại cấu tạo mà thành, dưới chân hắn bình đài, liền là một cái to lớn kim loại bình đài, lộ ra lạnh lùng sáng bóng, bình đài chỗ mỏm núi, lại là một tòa cơ giới cùng kim loại lắp ráp mà thành sắt thép chi sơn, tựa như là to lớn gì cơ giới quái vật. Bốn phía dãy núi, cũng không phải tự nhiên mỏm núi, toàn bộ là nhân công chế tạo kim loại sơn nhạc, liền trên không trao liệng mà qua bạch hạc. Phi điểu, chim ưng, trên mặt đất chạy nhanh châu lộc, ngựa hoang, cũng tất cả đều là cơ giới chế tạo thành, đầy dẫy thấy, đều là lạnh lùng kim loại sắt thép, tại mông lung yên hà mây mù bao phủ phía dưới, lộ ra một cỗ đặc biệt ý vị. Nơi này chính là Nam Châu Thiên, Thiên Tổ Các. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại mỹ lệ cơ giới thế giới, dưới chân hắn bình đài, nghĩ đến liền là Tinh Hải Công nói tới bão táp đạo đài. Chẳng qua là Tinh Hải Công không có nói cho Diệp Thần, Thiên Tổ Các lại là một cái cơ giới thế giới. Tại bão táp đạo đài cách đó không xa, có hai tòa thật to cơ giới khôi lỗi trấn thủ lấy, này hai tòa cơ giới khôi lỗi, đều có chừng cao trăm trượng, toàn thân là làm bằng đồng xanh, thần uy lẫm liệt, bên hông đeo cự kiếm, một đôi đồng tử là hồng bảo thạch rèn đúc mà thành, lộ ra máu tươi hào quang, mang có trí tuệ màu sắc, quan sát Diệp Thần. Là luân hồi chi chủ sao? Một đầu cơ giới khôi lỗi mở miệng, tiếng như hồng lôi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói chính là tại hạ. Xem này hai tòa cơ giới khôi lỗi bộ dáng,
hẳn là có một chút linh trí, có thể câu thông. Ngươi chờ chút. Cái kia cơ giới khôi lỗi xuất ra một khối kim loại tấm, phía trên trang bị tinh thạch màn sáng, đủ loại hình ảnh chớp động lên, nó tại tinh thạch màn sáng phía trên một chút mấy lần, Diệp Thần mơ hồ thấy cái kia màn sáng bên trong, có cái thiếu nữ xinh đẹp chợt lóe lên. Hắn tại chỗ đợi một hồi, chỉ chốc lát sau, liền nghe một hồi răng rắc to lớn tiếng bước chân, hỗn hợp có bánh răng cùng cơ giới chuyển động thanh âm truyền tới. Liền thấy lại có một đầu cơ giới cự nhân, nện bước đi nhanh tới. Diệp Thần mắt sắc, thấy cái kia cơ giới cự nhân trên bờ vai, ngồi một thiếu nữ kia cũng cười hì hì nhìn xem hắn. Thiếu nữ thoạt nhìn thanh thuần ngọt ngào, một thân màu bạc trắng giáp nhẹ bao vây lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại không che giấu được nàng cái kia linh lung tinh tế dáng người đường cong, dung mạo của nàng cực kỳ mỹ lệ, cơ da trắng ngần như tuyết, ngũ quan uyển như chạm ngọc, tóc như là thác nước rủ xuống tại nàng hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua nàng da thịt trắng noãn, như tơ mềm mại. Luân hồi chi chủ, người tốt nha, hoan nghênh đi vào thiên tổ các. Thiếu nữ mỉm cười, lại hướng Diệp Thần vươn tay, mời nói, muốn đi lên ngồi một chút sao. Diệp Thần mới tới Nam Châu Thiên, chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, thiếu nữ kia lấy lòng mời, hắn tự nhiên đáp ứng, liền gật gật đầu, thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên trăm trượng, cũng nhảy đến cái kia cơ giới cự nhân trên bờ vai, cùng thiếu nữ sóng vai chỗ cùng một chỗ, dầu chải tóc hơi nghe. Tâm tình vì đó thoải mái sướng, nói, ngươi tốt. Thiếu nữ kia cười nói, ta gọi Lăng Thanh Trúc, là Thiên Khôi phái đại sư tỷ, hì hì, ngươi có thể gọi ta Thanh Trúc, hoặc là gọi ta một tiếng Lăng tỷ tỷ, cũng có thể. Diệp Thần cười một thoáng, nói, Lăng cô nương, lần đầu gặp gỡ, hạnh ngộ, ta muốn tìm một người, là cái tiểu nữ hài, nàng trước ta một bước, truyền để ở đây, tính toán thời gian, hẳn là tại nửa canh giờ trước. Lăng Thanh Trúc nụ cười lập tức thu lại, nói, a, người nói Điệp Mộng Tinh Quân chuyển thế sao? Diệp Thần nói, người đã biết thân phận của Mạt Lị. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, bởi vì ta Nam Châu Thiên, có pháp tắc thần thạch tồn tại, bên trong có thế giới bên ngoài pháp tắc, Nam Châu Thiên chi người, đối đãi ngoại giới người, thì tương đương với từ thiên ngoại thiên nhìn bầu trời bên trong, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hết thảy thiên cơ nhân quả đều động minh, cho nên cô bé kia một truyền tống đến. Chúng ta liền hiểu thân phận của nàng, thậm chí biết là bài hiểm người Trương Nhược Hư, ủy thác ngươi dẫn người tới, hắn trả lại cho ngươi thần lôi thanh đăng phòng thân đây. Diệp Thần nội tâm đại chấn, không nghĩ tới liền bài hiểm người ủy thác, còn có thần lôi thanh đăng, chuyện bí ẩn như vậy, Lăng Thanh Trúc đều biết, xem ra cái kia pháp tắc thần thạch, ảo diệu chi sâu, vượt xa hắn sở liệu, hắn liền nói ra. Nếu Lăng cô nương biết hết thảy, vậy thì dễ làm rồi, các ngươi nguyện ý nuôi dưỡng Mạt Lị. Lăng Thanh Trúc suy nghĩ một hồi, nói cái này ta có thể không quyết định chắc chắn được, đến trưởng giáo đại nhân quyết định mới được, bất quá nhiều nửa là đồng ý, dù sao lúc trước thiên tổ, cùng thiên đạo ở giữa, nhân quả gút mắc quá sâu. Chúng ta này chút làm hậu nhân, tự nhiên đến giúp thiên tổ hoàn lại nhân quả. Ban đầu thời điểm, thiên tổ từng dùng móng tay của hắn, tại thiên đạo khối Rubik phía trên, khắc họa ra luân hồi pháp tắc, mà thiên đạo cũng không kháng cự. Liền hướng về phía điểm này, thiên tổ thiếu thiên đạo một phần ân tình. Bây giờ thiên đạo rèn đúc người Điệp Mộng Tinh Quân chuyển thế, thành một cái non nớt tiểu nữ hài, bài hiểm người ủy thác thiên tổ các nuôi dưỡng, cái kia thiên tổ các tự nhiên nghĩa bất dung từ, chỉ cần đem tiểu Mạt Lị thuận lợi nuôi dưỡng lớn lên, bọn hắn cũng có thể hoàn lại ngày xưa nhân quả. Diệp Thần cảm thấy hơi định, nói các ngươi chịu nuôi dưỡng Mạt Lị, vậy thì thật là không thể tốt hơn, không biết bây giờ Mạt Lị ở đâu. Mạt Lị một thể song hồn, tình huống vô cùng không ổn định, trước đây tại luân hồi tinh giới thời điểm, thậm chí còn kém chút ủ ra đại họa, thiên tổ các nguyện ý nuôi dưỡng, vậy đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Mạt Lị đi nơi nào, hắn thần thức quét qua toàn bộ thiên tổ các thế giới, cũng không có phát hiện Mạt Lị tồn tại. Lăng Thanh Trúc nghe Diệp Thần yêu cầu, biểu lộ lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ. Nói qua mấy ngày là ta thiên tổ các ngũ nhạc giao đấu tháng ngày, các phái đều đang bận rộn, ta thiên khôi phái cũng không ngoại lệ, hôm nay đến phiên ta thiên khôi phái đang trực, trông coi bão táp đạo đài, nhưng thực sự rút không ra cái gì nhân thủ, cho nên, tại Điệp Mộng Tinh Quân truyền tống buông xuống về sau, cũng không có mấy cái thủ vệ nhìn xem nàng. Mà lại, khí lực nàng quá lớn, ta nghĩ, cho dù có đầy đủ thủ vệ, cũng xem không ở nàng. Nàng lẻ loi một mình đến đây. Sợ hãi cực kỳ,
khóc nói muốn đi tìm cái gì lá thần ca ca, chúng ta cản đều ngăn không được nàng, nàng đã khóc chạy xuống núi, không biết chạy đi nơi nào. Diệp Thần trong lòng run lên, lập tức vô cùng lo lắng, nói, nàng chạy đi nơi nào. Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta cũng không biết, ta đã phái người đuổi theo, luân hồi chi chủ, ngươi cũng là không cần quá lo lắng, Điệp Mộng Tinh Quân một thể song hồn, vô luận là chính nàng linh hồn, vẫn là đấu chiến thần linh hồn, đều là vô cùng cường đại tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Nam Châu Thiên, cũng không ai có thể tổn thương đến nàng. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, tiểu mạt lị một thể song hồn, vô cùng cường đại, đừng nói Nam Châu Thiên, coi như phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, có thể tổn thương nàng người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nghĩ tới tiểu mạt lị cuối cùng còn nhỏ, tâm trí không thành thục, nếu là lạc đường, nàng lâm vào lúng túng trong sự sợ hãi, rất có thể lưu lại bóng ma tâm lý, thậm chí ủ thành tâm ma, đối nàng sau này trưởng thành, đại đại bất lợi. Diệp Thần nhân tiện nói, nàng chung quy là cái tiểu nữ hài, còn không thể khống chế lực lượng của mình, vẫn là mau sớm đưa nàng tìm trở về tốt nhất, ta phải tự mình xuống núi tìm nàng. Hắn lo lắng tiểu mạt lị, nghĩ muốn tự mình đi tìm người. Lăng Thanh Trúc vội vàng kéo lại Diệp Thần cánh tay, nói ấy, luân hồi chi chủ, ngươi cũng là không cần gấp gáp như vậy, ta đã phái đầy đủ nhân thủ đi tìm, ngươi chờ tin tức là được. Ngươi mới tới Nam Châu Thiên, địa phương không quen, coi như xuống núi, ngươi cũng không biết đi nơi nào tìm người, nếu là không cẩn thận xông vào cái gì cấm địa, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần bất đắc dĩ, thở dài một hơi, cũng biết quan tâm sẽ bị loạn, đạo lý dục tốc thì bất đạt, nhân tiện nói, vậy được rồi, liền ta cầu các ngươi rồi, nhất định phải mau chóng đem người tìm trở về. Lăng Thanh Trúc cười nói, hì hì, yên tâm đi, đi, ta dẫn ngươi đi ta Thiên Khôi phái, trước thay ngươi bày tiệc mời khách, qua mấy ngày liền là ngũ nhạc giao đấu tháng ngày, ngươi là quý khách, đến lúc đó còn mời nể mặt có mặt xem lễ a. Nói xong, nàng liền vỗ vỗ dưới thân cơ giới cự nhân, kêu lên, tiểu bảo, đi về nhà đi. Cái kia cơ giới lớn có người nói, đúng, đại tiểu thư. Thanh âm âm vang, tràn ngập kim loại lạnh lùng mùi vị, liền bước nhanh chân, đi xuống chân núi. Diệp Thần nói, này cơ giới khôi lỗi, cấu tạo thật sự là tinh xảo a, là thiên tổ lưu lại pháp môn sao? Lăng Thanh Trúc nói, xem như thế đi, bất quá nói đúng ra, hẳn là thiên cơ lão nhân lưu lại pháp môn, đủ loại cơ giới cơ quan, khôi lỗi cơ giáp chi thuật, toàn bộ là thiên cơ lão nhân sáng tạo. Diệp Thần nói, thiên cơ lão nhân. Lăng Thanh Trúc trầm ngâm nói, ngô, những vật này nói đến hết sức phức tạp, quay đầu ta lại nói cho ngươi đi, hì hì. Diệp Thần nói, được a. Hai người ngồi tại cơ giới cự nhân trên bờ vai, rất nhanh liền xuống núi. Cái kia cơ giới cự nhân lại cất bước hướng về xa xa tòa thứ nhất mỏm núi đi đến, ngọn núi kia to lớn nguy nga, kiến tạo có thành trì, cũng thuần túy là sắt thép kim loại đổ bê tông mà thành, cửa thành lầu các, một tòa tòa kiến trúc, chim bay cá nhảy, cỗ xe phi thuyền, tất cả đều là kim loại cơ giới chế tạo thành, Diệp Thần gặp được, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Lăng Thanh Trúc hướng Diệp Thần ngoắc ngoắc tay, mang theo hắn theo cơ giới cự nhân trên bờ vai nhảy xuống, hai người đi bộ lên núi vào thành. Cái kia cơ giới cự nhân thì tại Sơn Thành ở giữa tuần tra, Sơn Thành bên trong còn thật nhiều khổng lồ như vậy cơ giới lớn khôi, eo đeo cự kiếm, liếc mắt liền biết sức chiến đấu mạnh mẽ. Lăng Thanh Trúc cười nói, luân hồi chi chủ, ta Thiên Khôi phái khí tượng, còn có khả năng a. Diệp Thần liên tục gật đầu nói, nơi đây khí tượng rộng rãi, cơ giới cơ quan khắp nơi trên đất, thực là bên ngoài không có chi kỳ cảnh. Lăng Thanh Trúc nói, thiên tổ các kế thừa thiên cơ lão nhân cơ quan thuật, vì vậy tất cả đồ vật, đều là cơ giới chế tạo. Diệp Thần nói, các ngươi thiên tổ các, nội bộ còn phân chia cái gì bè cánh. Hắn thấy Lăng Thanh Trúc nhiều lần đề cập cái gì thiên khôi phái, cũng là có chút điểm nghi vấn. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, ta thiên tổ các nội bộ, chia làm thiên khôi phái, thiên thú phái, thiên binh phái, thiên giáp phái, thiên trùng phái năm cái phái, ngũ đại phái đều tu luyện cơ giới tinh xảo chi thuật, nhưng thiên về điểm không giống nhau. Tỷ như ta Thiên Khôi phái, chủ yếu nghiên cứu cơ giới khôi lỗi chi đạo, chế tạo đủ loại cơ quan khôi lỗi, phụ trợ chiến đấu, Thiên Thú phái là chế tạo cơ quan mãnh thú, Thiên Binh phái là trọng trang binh giới, Thiên Giáp phái là chiến giáp cơ giới, Thiên Trùng phái thì là dùng nhỏ bé xảo trá trùng cơ giới con tăng trưởng, ngũ đại phái mỗi người mỗi vẻ, hàng năm sẽ cử hành một lần giao đấu, người thắng có thể nhập ở Thiên Tổ phong, ân, liền là ngươi vừa mới phủ xuống thời giờ về sau này tòa đỉnh núi.
Thiên tổ các thế giới, có 6 đại chủ phong, ngũ đại phái mỗi người chiếm lấy một tòa, thiên tổ phong là thứ 6 tòa, chung quanh vây quanh ngũ nhạc chủ phong. Tuy nói tại cực kỳ lâu trước kia, 6 đại chủ phong liền bị cải tạo thành cơ giới thiết sơn, nhưng địa mạch linh khí sẽ không thay đổi, thiên tổ phong địa mạch linh khí nồng nặc nhất, nếu là có thể vào ở thiên tổ phong, liền có thể hấp thu đến nhất dư thừa thiên địa linh khí, đối tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần giật mình, đại khái hiểu thiên tổ các thế lực kết cấu, gật đầu nói, thì ra là thế. Luân hồi mộ địa bên trong, chú Tinh Long Thần nhìn thấy thiên khôi phái sơn thành đủ loại cơ giới kỳ cảnh, cũng là rất đỗi tâm động, nói, mộ chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thần nói, cái gì? Chú Tinh Long Thần nói, ta bây giờ chỉ còn tàn hồn, không có thân thể, rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, không bằng ngươi thay ta chế tạo một bộ thân thể, liền muốn này cơ giới thân thể. Hắn nhìn thấy thiên khôi phái sơn thành bên trong, rất nhiều tuần tra tại đầu đường to lớn người máy, cũng là 10 điểm động tâm, xem những cái kia cơ giới cự nhân uy mãnh hùng tráng bộ dáng, hắn cũng muốn một bộ dạng này sắt thép thân thể. Diệp Thần sững sờ, nói tiền bối, ngươi mong muốn một đúng với máy móc thân thể. Chú Tinh Long Thần nói, đúng vậy, muốn dung nạp ta tàn hồn, thân thể cường độ nhất định phải phi thường cao, bình thường thân thể nan dùng làm đến. Nhưng ta xem này chút cơ giới sắt thép khôi lỗi, xác thịt cường độ chắc là đủ. Mộ chủ, xin mời ngươi giúp ta chế tạo một đúng với máy móc xác thịt, đa tạ. Diệp Thần nhướng mày, nói ta cũng không thông hiểu này cơ giới khôi lỗi chế tạo chi pháp. Nếu như là chế tạo khôi lỗi, dùng Diệp Thần thủ đoạn, có thể làm được dễ dàng, nhưng muốn tạo ra đủ để dung nạp chú Tinh Long Thần tàn hồn khôi lỗi, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Đây không phải nói trồng chất tài liệu là có thể tích tụ ra tới, trong đó liên quan đến đủ loại pháp tắc biến hóa, như thế nào dung nạp thiên đế tàn hồn, như thế nào bảo trì tàn hồn ý thức, như thế nào hấp thu bên ngoài linh khí, như thế nào phát huy tự thân lực lượng, đều là cực kỳ cao thâm huyền áo pháp môn. Chú Tinh Long Thần nói, ngươi liền hỏi hỏi cái này Lăng Thanh Trúc, để cho nàng cho ngươi một bộ cơ giới khôi lỗi chế tạo chi pháp, dùng ngươi siêu phàm ngộ tính thiên phú, chỉ cần có pháp môn. Không cần người bên ngoài chỉ giáo, chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ đi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói tiền bối. Chú Tinh Long Thần nói, mộ chủ, liền nhớ ngươi. Bình thường cơ quan khôi lỗi, dung nạp không được ta tàn hồn, nhưng dựa vào thiên cơ lão nhân bí pháp chế tạo ra khôi lỗi, đó là nhất định có khả năng. Diệp Thần trong lòng khẽ động, nói, ngươi nghe qua thiên cơ lão nhân. Chú Tinh Long Thần nói, hơi có nghe thấy. Trước kia nghe thiên đấu sát thần nói qua một chút, cụ thể, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Diệp Thần liền câu thông luân hồi mộ địa, kêu một tiếng, sát thần tiền bối. Nhưng luân hồi mộ địa yên lặng, thiên đấu sát thần cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chú Tinh Long Thần nhún nhún vai nói, thiên đấu sát thần trên thân mang nhân quả to lớn, xem ra là không thể tùy tiện đáp lại, ta có khả năng nói cho ngươi một chút, cái này thiên cơ lão nhân nha. Liền là 72 trụ thần một trong, tinh thông nhất cơ giới cơ quan chi thuật. Diệp Thần nói, 72 trụ thần. Chú Tinh Long Thần nói, ai, cụ thể ta cũng biết không nhiều, thiên đấu sát thần từng nói qua, thế giới bên ngoài thế giới, kỳ thật đơn điệu thống khổ cực kỳ, không giống không không lúc nào không phồn hoa như vậy cuồn cuộn, thế giới bên ngoài người trí cao, cũng chỉ có 72 người, xưng là 72 trụ thần. Thiên Tổ, Phạm Thiên, Tỳ Thấp Nô, Điệp Mộng Tinh Quân, Diêm Ma, Thiên Cơ Lão Nhân, đều là 72 trụ thần một trong. Diệp Thần rất đỗi chấn kinh, nói cái gì, thế giới bên ngoài trí cao, cũng chỉ có 72 người. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng thế giới bên ngoài thế giới, cùng không không lúc nào không một dạng phồn hoa cuồn cuộn, thế lực rắc rối phức tạp, nhưng không nghĩ tới, chú Tinh Long Thần lại nói, thế giới bên ngoài, trống rỗng đơn điệu mà thống khổ, thậm chí chỉ có 72 cái trí cao. Xưng là 72 trụ thần. Cái kia 72 trụ thần, luận thực lực, vậy dĩ nhiên là kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, nhưng ngoại trừ 72 trụ thần ngoài, cái gọi là cường giả liền không biết hiểu, thế giới như vậy, Diệp Thần thực sự không cách nào tưởng tượng. Chú Tinh Long Thần nói, đúng vậy a, nói đúng ra, đó không phải là người, là trụ thần, chẳng qua là thuận tiện xưng hô, cho nên gọi bọn hắn làm người. Thiên đấu sát thần năm đó là muốn trực tiếp nhảy qua tinh không bỉ ngạn, đi tới thế giới bên ngoài, trở thành trụ thần, nhưng có chút trụ thần không cho phép hắn đột phá, cưỡng ép chèn ép hắn, hắn mới ngã xuống. Diệp Thần có chút bao la mờ mịt,
nói, nguyên lai thế giới bên ngoài, trong truyền thuyết thiên ngoại thiên, là này 72 cái trụ thần, vậy cái này thiên ngoại thiên, thật sự là đơn điệu trống rỗng a, thiên đấu sát thần làm sao còn muốn đi. Chú Tinh Long thần cười hắc hắc một thoáng, nói ta làm sao biết, thiên đấu sát thần cảnh giới, há lại ta có thể hiểu. Tốt, không nói, mộ chủ, người vẫn là nhanh hỏi hỏi cái này Lăng Thanh Trúc, cùng với nàng yêu cầu một chút thiên cơ lão nhân cơ giới pháp môn, giúp ta chế tạo một bộ thân thể đi. Hắc hắc, thiên cơ lão nhân từng nói qua, máu thịt khổ yếu, cơ giới phi thăng, tại một ít thời gian, một đúng với máy móc thân thể, thậm chí so với người thân thể, còn cường đại hơn thực dụng được nhiều. Diệp Thần lẩm bẩm nói, máu thịt khổ yếu, cơ giới phi thăng. Hắn nghĩ đến gọi mình từ bỏ thân thể, đổi một đúng với máy móc thân thể, đó là tuyệt đối không thể, bất quá chú Tinh Long thần chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tình huống đã vô cùng không xong, có thể cho hắn một đúng với máy móc thân thể, so với khiến cho hắn tàn hồn phiêu đáng, vậy dĩ nhiên muốn tốt rất nhiều. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, nghĩ đến nên làm sao mở miệng, cầu lấy thiên cơ lão nhân cơ giới truyền thừa bí pháp. Lúc này, Lăng Thanh Trúc đã mang theo Diệp Thần, đi vào Thiên Khôi Phái Sơn thành trung ương nhất phồn hoa nhất địa phương, nơi này đứng vững vàng một tòa cơ giới thành lũy, thoạt nhìn tương đương khí phái, có thật nhiều đệ tử cùng cơ giới khôi lỗi ra vào lấy, thành lũy bảng hiệu bên trên in trưởng giáo động thiên bốn chữ. Môn phái bình thường động thiên, thường thường là tiên khí bồng bềnh, linh vận mờ mịt, nhưng Thiên Khôi Phái nơi đây trưởng giáo động thiên, lại là một tòa nguy nga xâm nghiêm cơ giới thành lũy, thật sự là Diệp Thần trước đây chưa từng gặp. Đại tiểu thư, ngài trở về. Một cái thủ tại thành lũy cổng lão giả, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc trở về, lập tức tiến lên nghênh đón. Lăng Thanh Trúc nói, Trung lão, có khách quý đến, hì hì, là luân hồi chi chủ. Trung lão ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, lập tức nổi lòng tôn kính, nói, lâu nghe luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, quả nhiên là phong thái anh vĩ, khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Lão nô đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, đại tiểu thư, luân hồi chi chủ, mời. Làm cái mời giấu tay xin mời, dẫn Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc vào bên trong. Diệp Thần theo Lăng Thanh Trúc, bước vào này máy riêng giới thành bảo bên trong, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, này máy riêng giới thành bảo hết thảy, đều để hắn thấy vô cùng mới lạ. Lăng Thanh Trúc hỏi, Trung lão, cha ta đâu? Trung lão nói, trưởng giáo lão gia mới vừa đã xuất ngoại. Hắn nói thiên đạo nữ thần chuyển thế, thân phận không thể coi thường, hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định tự mình ra ngoài tìm kiếm, miễn sinh vấn đề, dù sao thiên đạo nữ thần trong cơ thể, còn có đấu chiến thần linh hồn, nghĩ đến đấu chiến phủ cùng sát thiên điện người bên kia, sẽ không an phận. Hắn nói tới thiên đạo nữ thần, dĩ nhiên chính là thiên đạo rèn đúc người, Điệp Mộng Tinh Quân, bây giờ chuyển thế thành tiểu mạt lỵ, vẫn là một thể song hồn, nhân quả dây dưa phức tạp cực kỳ. Lăng Thanh Trúc nhướng mày, cũng thấy những sự tình 10 điểm khó giải quyết, nói, được a, có tin tức nhớ kỹ nói cho ta biết. Trung lão nói, đúng. Lăng Thanh Trúc quay đầu hướng Diệp Thần cười nói, luân hồi chi chủ, đừng lo lắng, Điệp Mộng Tinh Quân sự tình, cha ta sẽ xử lý. Diệp Thần biết lo lắng cũng vô dụng, hiện tại đành phải chờ tin tức, nhân tiện nói, được. Hắn lại than thở nói, ta nguyên lai tưởng rằng toàn bộ Nam Châu Thiên, chỉ có thiên tổ các một nhà thế lực, không nghĩ tới còn có cái gì sát thiên điện cùng đấu chiến phủ. Thế lực càng nhiều, nước liền trở nên vẩn đục, sự tình liền xử lý không tốt. Mà lại mặt khác hai nhà thế lực, đều cùng đấu chiến thần có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn hắn biết tiểu mạt lỵ buông xuống, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Thanh Trúc biểu lộ cũng là trở nên có chút bất đắc dĩ, nói ta thiên tổ các cũng là muốn nhất thống Nam Châu Thiên, làm sao thực lực không cho phép. Vô tận kỷ nguyên đến nay, thiên tổ các xuất hiện qua lợi hại nhất thiên tài, liền là sát thiên điện điện chủ Thiên Nam Tu, hắn từng là toàn bộ Nam Châu Thiên chúa tể, cũng là thiên tổ lắng nghe người, ban đầu là ta thiên tổ các chủ, sau này không thỏa mãn chỉ trưởng khống Nam Châu Thiên, hắn mong muốn trưởng khống toàn bộ không lúc nào không. Thiên tổ còn tại thời điểm, còn có thể ép một thoáng hắn, tại thiên tổ rời đi về sau, hắn liền triệt để điên cuồng, đi ra bên ngoài bốn phía chinh phạt sát lục. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp bên ngoài cường giả thực lực, cuối cùng bị đấu chiến thần hạ gục, một thân tu vi cơ hồ sụp đổ, gian nan trốn về Nam Châu Thiên Hậu, các trưởng lão muốn trừng phạt hắn, hắn dứt khoát liền mưu phản thiên tổ các, tự lập môn hộ, thành lập sát thiên điện. Không thể không nói,
Cái này Thiên Nam tu, thực lực cùng thiên phú, thực sự quá khủng bố, hắn tại mất đi hết thảy về sau, thế mà còn có thể một lần nữa quật khởi. Bây giờ sát thiên điện thực lực, không kém chút nào ta thiên tổ các. Diệp thần nói như vậy, cái này Thiên Nam tu, thật đúng là không đơn giản a. Vậy còn có đấu chiến phủ đâu? Thiên Nam tu cùng sát thiên điện sâu xa, Diệp thần hiện tại là biết, nhưng Nam Châu Thiên Chi bên trong, còn có một cái thế lực, cái kia chính là đấu chiến phủ. Đấu chiến phủ, đến cùng là như thế nào thành lập, Diệp thần lại không biết, nhưng nghe đấu chiến phủ ba chữ, tựa hồ cùng đấu chiến thần có thiên ti vạn lũ liên lạc. Lăng Thanh Trúc nói, đấu chiến phủ nha, liền là đấu chiến thần hậu duệ, lúc trước đấu chiến thần hạ gục Thiên Nam tu về sau, hậu duệ của hắn nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc, liền truy sát Thiên Nam tu đi vào Nam Châu Thiên, bất quá tại Nam Châu Thiên ranh giới bên trên, bọn hắn đương nhiên là giết không chết Thiên Nam tu. Hai bên lâm vào giằng co, đấu chiến thần hậu duệ nhóm, biết rõ giết không chết Thiên Nam tu, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng lưu tại Nam Châu Thiên, không chịu rời đi. Diệp thần nói, vì sao? Lăng Thanh Trúc nói, pháp tắc thần thạch, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua pháp tắc thần thạch vĩ đại, liền không nỡ bỏ đi, tự lập môn hộ sáng lập đấu chiến phủ, tại ta Nam Châu Thiên trên địa bàn cắm rễ xuống tới. Chỉ chúng ta thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ tam phương thế lực, vô tận kỷ nguyên đến nay, lẫn nhau tranh đấu sát phạt không đếm được, đến cuối cùng lẫn nhau đều không chịu nổi thương vong, miễn cưỡng ký kết khế ước, không nữa đánh trận, quan hệ song song tay chặt đứt Nam Châu Thiên thiên cơ, đem nơi này tọa độ triệt để ẩn nấp đi, miễn cho bại lộ pháp tắc thần thạch bí mật, bị ngoại giới người ngấp nghé. Diệp thần nói, xem ra này pháp tắc thần thạch, giá trị thật sự là không thể đo lường a. Thiên tổ thất giới bên trong, mỗi một giới đều kế thừa thiên tổ một kiện thánh vật, Nam Châu Thiên thừa kế thánh vật, chính là pháp tắc thần thạch. Truyền thuyết cái kia thần thạch, bên trong ẩn chứa thế giới bên ngoài pháp tắc. Lăng Thanh Trúc cười nói, đó là dĩ nhiên, pháp tắc thần thạch, đây chính là thiên tổ lưu lại thánh vật a. Giá trị đương nhiên là cuồn cuộn vô lượng. Dừng một chút, nàng lại có chút bất đắc dĩ nói, bất quá, khối này pháp tắc thần thạch, đã bị Huyền Vũ Đế Quân mang đi. Diệp thần trong lòng run lên, nói, Huyền Vũ Đế Quân. Huyền Vũ Đế Quân bốn chữ này, nhưng trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người khả năng còn không biết, kỳ thật ngươi mong muốn Huyền Vũ mảnh vỡ, đã sớm đã đản sinh ra trí tuệ, cũng tu thành hình người, là vì Huyền Vũ Đế Quân, hắn từng là Thiên Nam tu phụ tá đắc lực, nhưng sau này. Diệp thần trong lòng siết chặt, hỏi, sau đó ra sao? Lăng Thanh Trúc cười một thoáng, thấy đã đi tới thành bảo trong đại sảnh, nhân tiện nói, được rồi, chờ một hồi hãy nói đi, chúng ta trước ăn bữa cơm. Trong phòng khách đã bố trí xong yến hội, các loại mỹ vị món ngon, 10 điểm phong phú. Diệp thần trong lòng suy nghĩ muôn vàn, thật sự là hắn là muốn Huyền Vũ mảnh vỡ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai Huyền Vũ mảnh vỡ đã hóa thành hình người, gọi Huyền Vũ Đế Quân, thậm chí mang đi pháp tắc thần thạch. Này sau lưng, đủ loại nhân quả, rắc rối phức tạp, ám lưu hung dũng, chỉ sợ vượt qua dự liệu của hắn. Diệp thần trước ở đại sảnh yến hội bên trong ngồi xuống, cùng Lăng Thanh Trúc dùng bữa, Thiên Khôi phái bên trong tất cả trưởng lão ra tới tiếp khách, đối Diệp thần 10 điểm khách khí, thậm chí là có chút nịnh nọt tán tụng luân hồi uy danh. Chư vị trưởng lão hữu lễ, Diệp thần khách khí chắp tay đáp lại. Lăng Thanh Trúc cười nói, luân hồi chi chủ, người vận khí không tệ, may mắn mấy ngày nay là ta Thiên Khôi phái đang trực, nếu như là mặt khác bè cánh đang trực, bọn hắn thấy ngươi truyền đưa tới, nhưng liền không có khách khí như thế. Dù sao, ta Nam Châu Thiên, không chào đón người ngoài, mặc dù nói ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong phá cục người, nhưng trên thực tế, Ngô, tán thành ngươi cũng không có nhiều người. Nàng cân nhắc ngôn từ, tựa hồ sợ ngôn ngữ của mình sẽ quá phận, làm bị thương Diệp thần, nhẹ nói ra. Mong muốn phá cục, đánh vỡ thế giới, không thể nào, coi như là thiên tổ đều không thể nào làm được. Diệp thần cười cười, thiên tổ thất giới lưu truyền đủ loại tiên đoán, hắn cũng không để ý, người khác có nhận hay không nhưng hắn cũng không để trong lòng. Đạo tâm của hắn, cứng cỏi mạnh mẽ, không cần bất luận người nào tán thành, hắn khẽ cười nói, Lăng cô nương, vậy các ngươi Thiên Khôi phái, tán thành ta tồn tại sao? Lăng Thanh Trúc trầm ngâm một thoáng, cười nói, Ngô. Đánh vỡ thế giới, phá cục người tiên đoán, chúng ta cũng không quá tán thành. Nhưng mẫu thân của ta trước khi chết nói qua,
có thể trấn áp Huyền Vũ Đế Quân, đoạt lại pháp tắc thần thạch người, chỉ có thể là ngươi. Bởi vì Huyền Vũ Đế Quân là Huyền Vũ mảnh vỡ biến thành, thế gian này có thể triệt để trấn áp hắn người, chỉ có ngươi cái này luân hồi chi chủ. Cho nên, chúng ta Thiên Khôi phái, đối ngươi đương nhiên là chờ mong cực kỳ, Ngô. Ta còn nhớ ta mẫu thân sống lại, tất cả những thứ này, đều muốn triệt để trấn áp Huyền Vũ Đế Quân, mới có khả năng thực hiện. Diệp Thần nói, mẫu thân ngươi. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, nàng vốn là pháp tắc thần thạch người trông chừng, nhưng sau này Huyền Vũ Đế Quân giết nàng, cũng cướp đi pháp tắc thần thạch. Bất quá may mắn, pháp tắc thần trên đá tam đại trụ thần pháp thì, ta thiên tổ các đã kế thừa một đạo, chính là thiên cơ lão nhân cơ giới pháp tắc, coi như thần thạch bị đoạt đi, ta thiên tổ các cũng sẽ không sụp đổ, nhưng thế lực khẳng định đại đại suy sụp là được rồi. Diệp Thần nói, này thiên cơ lão nhân cơ giới pháp tắc. Hắn cũng tại cân nhắc ngôn từ, mong muốn mở miệng đòi hỏi, vì chú tinh long thần chế tạo cơ giới chi thân. Này cơ giới chi thân chế tạo, chỉ có thể Diệp Thần tự mình động thủ, ủy thác người khác khẳng định không đáng tin cậy, bởi vì người khác cũng không biết chú tinh long thần linh hồn nội tình, chỉ có Diệp Thần biết. Lăng Thanh Trúc đôi mắt xanh sáng lên, tựa như đã động minh hết thảy, cười nói, người mong muốn học thiên cơ lão nhân bí pháp, đúng hay không? Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Lăng Thanh Trúc đã hiểu rõ. Lăng Thanh Trúc cười nói, chúng ta Nam Châu Thiên mỗi người, đều nhận được pháp tắc thần thạch linh quang tẩm bổ, thiên sinh có được biết hết thị giác, ở trong mắt chúng ta, trên đời này là không có bí mật, thế giới bên trong đồ vật, đều có thể thấy rõ ràng. Nam Châu Thiên mỗi người, tư duy cũng tương đương với trong suốt, bởi vì lẫn nhau đều có thể hiểu rõ tâm tư của đối phương, ta có thể thấy tâm của ngươi, ngươi nghĩ học thiên cơ lão nhân bí pháp, nhưng... Ngô, rất kỳ quái, trong lòng ngươi còn có thật nhiều sương mù, ta nhìn không thấu, ta không biết ngươi nghĩ học bí pháp này, đến cùng muốn làm gì. Luân hồi chi chủ, ngươi thật rất đặc biệt. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Thanh Trúc nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, đã mang theo ba phần hứng thú cùng ba phần vui mừng mộ. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, nàng xem mỗi người, đều có thể thấy rõ tâm tư của đối phương, nhưng duy chỉ có Diệp Thần, nàng nhìn không thấu. Lăng Thanh Trúc lại hướng trong bữa tiệc trưởng lão hỏi, chư vị trưởng lão, các ngươi có thể hiểu rõ luân hồi chi chủ tâm tư sao? Chúng trưởng lão tầm mắt dồn dập tập chú tại Diệp Thần trên thân, sau đó dồn dập nhíu mày, lắc đầu liên tục. Luân hồi đạo tâm uyên thâm, không phải chúng ta có thể khám phá. Lão Phu chỉ biết luân hồi chi chủ nghĩ học cơ giới bí pháp, lại không biết hắn muốn học tới làm gì. Đúng vậy a, luân hồi chi chủ nắm giữ thủ đoạn thần thông, đã là phong phú, làm sao khổ lại nghiên cứu cơ giới chi đạo. Này cũng không phải cái gì đơn giản pháp môn a. Diệp Thần thấy ý nghĩ của mình, Lăng Thanh Trúc đã biết, hiện tại liền không che giấu, nói, Lăng cô nương, ta đích xác nghĩ học thiên cơ lão nhân cơ giới bí pháp, không biết các ngươi có thể thuận tiện truyền thụ. Ta có khả năng xuất ra một chút bảo vật trao đổi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, nói, bảo vật trao đổi cũng không cần, ngươi nghĩ học, ta có khả năng dạy ngươi, nhưng ngươi đến bái sư, gọi ta một tiếng sư phụ. Diệp Thần sững sờ, nói, bái sư, sư phụ. Lăng Thanh Trúc cười nói, đúng nha, ta cũng không thể vô ích dạy ngươi đi. Ở đây các trưởng lão, nghe được Lăng Thanh Trúc muốn thu đồ, cũng là giật mình kêu lên. Dù sao, Diệp Thần thân phận quá đặc thù, đừng nói Lăng Thanh Trúc, coi như là phụ thân nàng, Thiên Khôi phái trưởng giáo đích thân tới, cũng không có tư cách thu Diệp Thần làm đồ đệ. Đại tiểu thư, có trưởng lão mong muốn khuyên can. Lăng Thanh Trúc khoát khoát tay, cười nói, luận tu vi thần thông, ta đương nhiên không có tư cách làm luân hồi chi chủ sư phụ, nhưng nếu bàn về này cơ giới cơ quan chi đạo, ta nghĩ ta là đủ tư cách, luân hồi chi chủ, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thần mày nhíu lại lấy, Lăng Thanh Trúc lại muốn hắn bái sư, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mộ chủ, ngươi liền bảo nàng một tiếng sư phụ đi. Cũng sẽ không đi khối thịt, tiểu cô nương này ham chơi mà thôi, cũng không phải thật muốn cùng ngươi thành lập cái gì sư đồ nhân quả. Chú Tinh Long thần thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong lòng, nhìn ra được, hắn vô cùng mong muốn một đúng với máy móc chi thân, lúc này liền thúc giục Diệp Thần bái sư. Diệp Thần bất đắc dĩ cười một thoáng, liền hướng Lăng Thanh Trúc nói tốt, Lăng cô nương, ta bái ngươi làm thầy. Nói xong, hắn theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng Lăng Thanh Trúc bái, động tác hơi cường điệu quá tuân lệnh nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu.
Như vậy trò đùa tư thái, là biểu thị Diệp Thần cũng không phải thật sự nhận Lăng Thanh Trúc làm sư phụ trưởng bối. Lăng Thanh Trúc cách cách yêu kiều cười, nàng kỳ thật cũng chỉ là muốn chơi náo một thoáng thôi, thấy Diệp Thần như thế phối hợp, lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng, nói tốt, nghe lời đồ nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thiên Tổ Các Thiên Khôi phái một thành viên á. Bất quá ngươi nghĩ học này cơ giới chi đạo, vi sư vẫn phải kiểm tra một chút ngươi, nhìn một chút ngươi có hay không cái này tiềm chất. Nói xong, Lăng Thanh Trúc đưa nàng cùng Diệp Thần trước mặt trên bàn bát đũa dịch chuyển khỏi, xuất ra một cái túi nhỏ, theo trong túi đổ một đống nhỏ kim loại linh kiện ra tới. Đây là một tòa cơ giới thành lũy linh kiện, ngươi lắp lên, nếu có thể ghép thành một tòa thành bảo, liền coi như ngươi quá quan. Lăng Thanh Trúc trừng mắt nhìn, cười nói với Diệp Thần. Ở đây các trưởng lão, nhìn xem đống kia kim loại linh kiện, muốn nói lại thôi, mong muốn nói cái gì, nhưng Lăng Thanh Trúc đưa tay ngừng lại, ra hiệu bọn hắn không cần nói, chúng trưởng lão liền yên lặng. Diệp Thần nhìn một chút trước mắt kim loại linh kiện, nghĩ đo một cái nói ra tốt, ta đây liền đến thử xem. Những kim loại này linh kiện có lớn có nhỏ, còn có chút bánh răng cùng cây đinh, 10 điểm phức tạp, Lăng Thanh Trúc cũng không có cho Diệp Thần bất luận cái gì tham khảo cầu. Muốn hắn lăng không đem một đống tán loạn linh kiện, lắp lên thành một tòa thành bảo, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Lăng Thanh Trúc cười nói, nghe lời đồ nhi, ta cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian. Nàng ngoắc ngoắc tay, một cái cơ giới người hầu liền cầm tới một cái đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian. Diệp Thần chau mày, cầm lấy từng khối linh kiện, đại não cao tốc vận chuyển, nghĩ thầm đủ loại linh kiện lắp ráp khả năng, sau đó nếm thử động thủ lắp lên. Này cơ giới chi đạo, so với thuần túy chém chém giết giết, càng là khảo nghiệm lòng người, cần cực kỳ bén nhạy đầu não, cực kỳ tinh xảo thủ pháp. May mắn Diệp Thần nắm giữ Mộ Táng Cung tuyệt học, Thiên Cung xếp mai tay, thủ pháp của hắn so với dĩ vãng, đó là muốn tinh xảo thành thạo rất nhiều, tại thử trải qua lắp lên về sau, hắn lại phát hiện, dù như thế nào đều liều không ra khỏi thành bảo bộ dáng. Thời gian từ từ trôi qua, Lăng Thanh Trúc nhìn xem đồng hồ cắt hạt cát không ngừng chảy xuống. Mỉm cười nhắc nhở, đồ nhi, ngươi còn có một khắc đồng hồ thời gian, nếu như ngay cả đơn giản như vậy lắp lên khảo nghiệm, ngươi đều không thể quá quan lời, cái kia nghĩ học Thiên Cơ lão nhân bí pháp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nghe Lăng Thanh Trúc, Diệp Thần không hề bị lay động, tầm mắt y nguyên kiên định, không ngừng thử nghiệm lắp ráp linh kiện, dần dần, hắn thăm dò các khối linh kiện ở giữa liên lạc, trong đầu dần dần có rõ ràng tranh cảnh cấu tạo, nhưng cũng không là cái gì thành bảo, mà là một tòa tháp. Hắn nhãn tình sáng lên, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh độ cong, dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, đem các khối linh kiện cấp tốc lắp ráp, một tòa kim loại tháp hình thức ban đầu, dần dần trong tay hắn thành hình. Sư phụ, này chút linh kiện, có thể liều không thành thành bảo, chỉ có thể ghép thành một tòa tháp. Diệp Thần cười cười, trong lúc nói chuyện, đã đem hết thảy linh kiện cùng bánh răng, toàn bộ lắp lên hoàn tất, một tòa như tác phẩm nghệ thuật cơ giới kim loại tháp, xuất hiện tại trên mặt bàn. Mà lúc này, đồng hồ cát bên trong hạt cát, còn không có chảy hết. Toàn trường trưởng lão kinh ngạc, mắt trong mang theo một vệt nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lăng Thanh Trúc cũng là sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thần tự tin mang theo điểm trêu chọc biểu lộ, còn có cái kia hoàn mỹ lắp lên tốt kim loại tháp, nàng cuối cùng nhíu mày, miệng hơi cười nói. Đồ nhi ngoan, người ánh mắt vẫn tính hợp cách, không có bị vi sư lời nói mê hoặc, có thể thấy rõ chân chính cơ giới chi đạo, đi theo ta. Ta có khả năng truyền thụ cho ngươi Thiên Cơ lão nhân cơ giới bí pháp. Nói xong đứng dậy, hướng Diệp Thần ngoắc ngón tay. Có trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, đại tiểu thư, Thiên Cơ bí pháp không thể coi thường, há có thể tùy tiện truyền cho người ngoài. Lăng Thanh Trúc cười nói, thật có lỗi, ta không cảm thấy luân hồi chi chủ là người ngoài, hắn nhưng là ta đồ đệ ngoan. Nói xong hướng Diệp Thần chớp mắt vài cái, 10 điểm xinh đẹp. Trưởng lão kia lập tức nghẹn lời, chúng trưởng lão cũng là ngạc nhiên, tuy nói Diệp Thần có thể thấy rõ chân thực, thành công lắp ráp tốt những cái kia cơ giới linh kiện, thiên phú ánh mắt đều có thể xưng không tầm thường, nhưng hắn dù sao không phải Thiên Tổ các người, nếu như cứ như vậy đem Thiên Cơ bí pháp truyền cho hắn, không khỏi lại quá trẻ con. Nghe lời đồ nhi, mau tới đi, thừa dịp cha ta không tại, hì hì. Lăng Thanh Trúc sợ sẽ có cái gì hiện ngoài ý muốn phát sinh. Lập tức liền lôi kéo Diệp Thần cánh tay, đưa hắn mang rời khỏi phòng khách. Diệp Thần xem những trưởng lão kia bộ dáng, liền biết tại Thiên Tổ các bên trong, Thiên Cơ lão nhân truyền thừa, tuyệt không đơn giản,
thậm chí có thể nói là vô cùng chân quý hiếm có. Hắn tuy nói là trong lời tiên đoán, thiên tổ người đại diện, nhưng thiên tổ các không ai tán thành thân phận của hắn, nói cách khác, hắn chung quy là cái người ngoài. Lăng Thanh Trúc muốn đem thiên cơ lão nhân bí pháp, truyền thụ cho hắn, đoán chừng là hoàn toàn không hợp thiên tổ các quy củ. Bất quá đưa tới cửa cơ duyên, Diệp Thần bây giờ không có không muốn đạo lý, liền đi theo Lăng Thanh Trúc ra ngoài. Lăng Thanh Trúc lôi kéo hắn, đi vào trong một cái phòng, cũng bịch một cái khóa ngược lại cửa phòng. Diệp Thần thấy trong phòng trang trí ửng đỏ, tràn ngập một cỗ hâm nóng ngán mùi thơm, liền hỏi, đây là ngươi khuê phòng sao? Lăng Thanh Trúc không có trả lời, ấn lấy Diệp Thần tại bên bàn ngồi xuống, nói, ngồi xuống đi, đừng hỏi quá nhiều, còn có, mỗi lần cha hỏi trước, ngươi nên tôn xưng ta một tiếng sư phụ. Diệp Thần cười một thoáng, nói, được a, sư phụ, ngươi muốn truyền thụ cho ta thiên cơ lão nhân bí pháp rồi hả? Lăng Thanh Trúc theo một cái trong ngăn tủ, xuất ra một khối kim loại tấm, đưa tới Diệp Thần trước mặt, nói, ngươi trước hết để cho phía trên này hạt châu chuyển động, ta sẽ dạy ngươi. Diệp Thần thấy cái kia kim loại trên bảng mặt, khảm nạm lấy từng cái bánh răng, to to nhỏ nhỏ bánh răng phân tầng thứ khảm bộ, ở giữa là một khỏa tròn trịa hạt châu màu đen, toàn thể cấu tạo có chút tinh xảo, tầng dưới bánh răng có khả năng kéo theo thượng tầng bánh răng, nhỏ bánh răng lại kéo theo lớn bánh răng, cuối cùng kéo theo kim loại tấm trung ương hạt châu con chuyển động. Diệp Thần cẩn thận quan sát mấy lần, dựa vào bén nhạy tâm tư, liền thăm dò kim loại tấm bánh răng cấu tạo, lúc này dựa theo trình tự, kích thích mấy cái then chốt bánh răng, sau đó toàn bộ kim loại tấm bánh răng, đều đi theo ca ca chuyển động, cuối cùng ở giữa hắc châu con cũng chuyển đi lên, tản mát ra từng sợi xương mù linh khí. Lăng Thanh Trúc vỗ tay nói, rất tốt, ngươi thiên phú quả nhiên rất tốt, có lẽ tương lai ngươi cơ giới chi đạo tu vi, còn có thể siêu việt vi sư đây. Chỉ thấy hắc châu con chuyển động về sau, không ngừng tản ra linh khí sương mù, dần dần hội tụ thành hình ảnh, trong tấm hình là một cái lão giả, nửa người nửa cơ giới, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Diệp Thần con mắt co rụt lại, nói cái này là thiên cơ lão nhân sao? Lăng Thanh Trúc cũng nhìn xem trong tấm hình, cái kia nửa người nửa cơ giới quái dị lão giả, ánh mắt lộ ra một tia thê lương, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lãnh tịch dâng lên, nói đúng vậy, hắn liền là thiên cơ lão nhân. Hắn đã chết. Còn có Hắc Hoàng đế cùng đại hiền giả, bọn hắn đều đã chết, bọn hắn pháp tắc mảnh vỡ, bị thiên tổ thu tập, đánh tạo thành pháp tắc thần thạch. Diệp Thần nói, ồ, trong lòng chỉ cảm thấy vô biên thần bí, hỏi, sư phụ, người biết thế giới bên ngoài sự tình. Có thể nói cho ta biết một chút. Liên quan với thế giới bên ngoài, Diệp Thần có quá nhiều nghi vấn, hắn muốn biết nhiều bí mật hơn. Lăng Thanh Trúc lâm vào trầm tư. Lại hết sức cẩn thận mà nói, thế giới bên ngoài, có thật nhiều thế giới chân tướng, vượt qua người tưởng tượng, đồ nhi, ngươi thật muốn biết. Khả năng này sẽ đối đạo tâm của ngươi, tạo thành to lớn trùng kích. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, ngươi nói, ta có khả năng tiếp nhận. Lăng Thanh Trúc nói, ngô, nên bắt đầu nói từ đâu đâu, a, đúng, thiên cơ lão nhân từng nói qua, máu thịt khổ yếu, cơ giới phi thăng, ngươi cũng đã biết vì sao. Diệp Thần nói, vì sao? Lăng Thanh Trúc nói, là bởi vì phần thiên đại kiếp. Kỳ thật thế giới bên ngoài thế giới, là một cái vô cùng thống khổ thế giới, sinh hoạt tại thế giới bên ngoài người, cần phải thừa nhận một loại kiếp nạn, gọi phần thiên đại kiếp. Này phần thiên đại kiếp, mỗi ngàn năm bùng nổ một lần, mỗi lần phát tác kéo dài 800 năm thời gian, làm phần thiên đại kiếp phát tác, cơ thể người liền sẽ lâm vào vô gian luyện ngục thiêu đốt thống khổ, sống không bằng chết, ngàn năm tuế nguyệt. Chỉ có 200 năm là bình tĩnh, còn lại 800 năm đều muốn bao phủ tại phần thiên đại kiếp kịch liệt trong thống khổ. Còn có, kỳ thật thế giới bên ngoài, cũng không thành thế giới, bên ngoài chỉ có vô biên trống giống cùng hỗn độn, cùng ngươi nhận biết hết thảy đều có thể không giống nhau, ta nghe nói nơi đó chỉ có vô tận hoang vô cùng hỗn độn, chỉ có không không lúc nào không, còn có chư thiên vạn giới, mới thật sự là thế giới, bên ngoài chỉ có hỗn độn hư vô. Càng đáng sợ chính là, thế giới bên ngoài trí cao vô cùng cô độc, nếu như luận trí cao cùng thế lực tới nói, kỳ thật chỉ có 72 vị trí cao, xưng là 72 trụ thần, thiên tổ, thiên cơ lão nhân, hắc hoàng đế, đại hiền giả, còn có thiên đạo tam tướng thần, bọn họ đều là 72 trụ thần một trong. Thế giới bên ngoài vô biên vô tận hỗn độn trống rỗng, cũng chỉ có bọn hắn 72 vị cường giả trí cao chúa tể. Diệp Thần nội tâm đại chấn, thế giới bên ngoài, cường giả chân chính có 72 vị,
chính là 72 trụ thần, trước mặt hắn nghe chú Tinh Long Thần đề cập tới, nhưng phần thiên đại kiếp khái niệm, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Phần thiên đại kiếp, này phần thiên đại kiếp, liền thiên tổ cũng không thể thoát khỏi sao? Diệp Thần hỏi. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, 72 trụ thần, đều không thể thoát khỏi phần thiên đại kiếp thống khổ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không chết được, chỉ có thể vĩnh hằng sống sót, tiếp nhận không có phần cuối thống khổ. 72 trụ thần, sinh ra liền là vô cùng cường đại, bọn hắn theo sinh ra bắt đầu, liền có được sửa đổi pháp tắc năng lực, bọn hắn là pháp tắc định nghĩa giả. Diệp Thần nói, pháp tắc định nghĩa giả. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, Ngô, đơn giản tới nói, cũng tỉ như ngươi có một quả quả táo, ta có một quả quả táo, chúng ta cộng lại, liền có hai quả quả táo, một cộng một bằng hai, hết sức dễ hiểu a. Diệp Thần nói, ừm. Lăng Thanh Trúc nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, những quy tắc này là có thể sửa đổi. Diệp Thần sững sờ, nói cái gì? Lăng Thanh Trúc nói, tỉ như ta nói, một cộng một không phải là hai, mà là tương đương 10 vạn ức, vậy chúng ta hai quả quả táo điệt cộng lại, liền sẽ có được 10 vạn ức viên quả táo, đổi thành thiên khác tài địa bảo tài nguyên, cũng là đồng dạng đạo lý. 72 trụ thần, liền có định nghĩa này chút quy luật năng lực, bọn hắn có khả năng tùy ý sửa đổi quy tắc, tỉ như sửa đổi người cảnh giới, nắm một cái tầng dưới chót nhất thối thể cảnh võ giả, cảnh giới sửa đổi thành siêu phẩm thiên đế, đối bọn hắn tới nói, cũng là trong lúc nhấc tay sự tình. Diệp Thần hít sâu một hơi, không hiểu cảm thấy da đầu run lên, nói, loại năng lực này, quá mức không hợp thói thường, không thể tưởng tượng nổi, nếu quả thật có thể tùy ý sửa đổi cảnh giới tu luyện, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Lăng Thanh Trúc nói, thế giới bên ngoài thế giới, không có ý nghĩa, người nào cũng không biết ý nghĩa ở đâu, 72 trụ thần sinh ra mạnh mẽ, bọn hắn cường đại đến thậm chí ngay cả mình đều không thể giết chết chính mình, nhưng bọn hắn cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ thống khổ. Bọn hắn vì để tránh cho người khác thương tổn tới mình, cũng sẽ điên cuồng tu luyện, tranh thủ càng mạnh thực lực. Diệp Thần nói, nếu như bọn hắn có thể tùy ý sửa đổi quy tắc, vậy còn tu luyện cái gì, tu luyện đối bọn hắn tới nói, không có ý nghĩa đi. Ngược lại coi như thối thể cảnh, bọn hắn thay đổi một chút, liền lại biến thành siêu phẩm thiên đế, bọn hắn còn tu luyện thế nào? Lăng Thanh Trúc nói, Ngô, nói đúng ra, 72 trụ thần không gọi tu luyện đi. Phải gọi ngôn xuất pháp tùy. Diệp Thần nói, cái gì? Lăng Thanh Trúc kiểm cười cười, nói, liền là lẫn nhau một câu, người nói người có 10 vạn ức sức chiến đấu, ta liền nói ta có 100 vạn ức sức chiến đấu, ngược lại có lẽ giữa lẫn nhau đều có sửa đổi pháp tắc năng lực, nói ra được đồ vật liền nhất định sẽ trở thành sự thật, liền là tỉ thí người nào ra châu thổi đến lợi hại, người nào liền thắng. Diệp Thần yên lặng, nói như người vậy, ta ngược lại thật ra có chút đã hiểu. Lăng Thanh Trúc đang nghiêm nghị, nói, 72 trụ thần, liền là đang không ngừng so đấu, không ngừng sửa đổi pháp tắc bên trong, tìm được thích hợp nhất chính mình pháp tắc, cũng tạo thành chính mình hệ thống cùng lĩnh vực, dần dần đạt thành cân bằng. Tỷ như thiên cơ lão nhân pháp tắc, liền là cơ giới chi đạo, hắn trước hết nhất định nghĩa, thế giới vô tận, hắn cơ giới chi thuật lợi hại nhất, thế là hắn liền thành cơ giới chi đạo vương giả, pháp tắc tạo dựng lên về sau, người khác mong muốn siêu việt hắn, vậy liền khó khăn. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Thiên tổ sáng tạo pháp tắc, liền là luân hồi đạo, thời gian, không gian, thế giới, hết thảy, đều muốn vào hắn luân hồi. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, cố gắng tưởng tượng 72 trụ thần ở giữa đánh nhau hình ảnh, nhưng cuối cùng tưởng tượng của hắn, đều không thể tư tưởng xuất cụ thể. 72 trụ thần ở giữa tranh đấu, là pháp tắc tranh đấu, người nào định nghĩa ra càng mạnh mẽ hơn pháp tắc, người nào liền thắng. Nhưng này chút pháp tắc phương diện va chạm, đến cùng là như thế nào va chạm, lại là khó có thể tưởng tượng. Hắn coi như miễn cưỡng tưởng tượng ra một chút, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Chờ một chút, sư phụ, người còn không có nói cho ta biết, thiên cơ lão người vì sao phải nói, máu thịt khổ yếu, cơ giới phi thăng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hỏi. Hắn nghĩ học tập thiên cơ lão nhân cơ giới chi đạo, vậy dĩ nhiên muốn thêm hiểu điểm thiên cơ lão nhân huyền bí. Lăng Thanh Trúc nói, thế giới tồn tại một cái trung cực khởi nguyên, cái này khởi nguyên, là một chùm sáng, tên là Thái Sơ Chi Quang, ban đầu 72 trụ thần sinh ra, bọn hắn không biết chính mình vì sao sinh ra, cũng không biết chính mình muốn đi hướng chỗ nào, bọn hắn tại vô biên vô tận hỗn độn bên trong,
tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa, một bên thừa nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, đi một bên truy tìm tự thân vì sao tồn tại. Mãi đến cuối cùng, bọn hắn tìm được hết thảy khởi nguyên, liền là Thái Sơ chi quang, bọn hắn mông lung bên trong, tìm được tự thân tồn tại ý nghĩa, chính là muốn sáng tạo thế giới. Sáng thế, liền là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chỉ cần có thể hoàn thành sáng thế nhiệm vụ, đồng thời nhường thế giới vĩnh hằng ổn định duy trì, bọn hắn là có thể biến thành ánh sáng, dung nhập Thái Sơ bên trong, vĩnh viễn thoát khỏi phần thiên đại kiếp thống khổ. Sáng thế đối 72 trụ thần tới nói, vô cùng đơn giản, bọn hắn lực lượng quá cường đại, bọn hắn có khả năng tại trong chớp mắt, sáng tạo triệu tỷ tỷ cái đại thế giới, nhưng những thế giới này, khó mà ổn định tồn tại, bởi vì bọn hắn thống khổ, một mực thừa nhận phần thiên đại kiếp thống khổ. To lớn đốt người nỗi khổ, để bọn hắn tinh thần thời gian dài ở vào đáng sợ dày vò bên trong, này loại dày vò chiếu đến bọn hắn sáng tạo trên thế giới, liền là vừa vặn sáng tạo ra thế giới, không có bao lâu thời gian, liền bị thống khổ thiên tai che mất, căn bản không có thể dài lâu ổn định duy trì. Cho nên, tại không cách nào hình dung năm tháng dài đằng đẵng bên trong, 72 trụ thần, đều không thể hoàn thành sáng thế nhiệm vụ, người nào cũng không có biến thành ánh sáng, bọn hắn thủy chung thừa nhận phần thiên đại kiếp thống khổ. Có người muốn tới gần Thái Sơ, cưỡng ép đem chính mình dung nhập Thái Sơ bên trong, trở thành ánh sáng một bộ phận, nhưng Thái Sơ tản ra tia sáng, đủ để đem trụ thần thân thể dễ dàng xỏ xuyên qua, để bọn hắn tiếp nhận so phần thiên đại kiếp kịch liệt vạn lần thống khổ. Bọn hắn dùng sức mạnh đi thủ đoạn, căn bản là không có cách dung nhập Thái Sơ, cũng không thể trở thành quang. Vô cùng cường đại 72 trụ thần, tại Thái Sơ trước mặt, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được tự thân máu thịt khổ yếu, Thiên Cơ lão nhân liền có bỏ qua thân thể, chế tạo cơ giới thân thể phi thăng ý nghĩ. Hắn nghĩ đến thân thể ngăn không được Thái Sơ ánh sáng, vậy chỉ dùng cơ giới thân thể đi nếm thử, nhưng ý nghĩ của hắn chọc giận tới Thái Sơ. Thái Sơ bộc phát ra không thể tưởng tượng hủy diệt chi quang, hủy diệt Thiên Cơ cơ thể ông lão cùng pháp tắc, còn có lĩnh vực, nhưng bảo lưu lại hắn linh hồn. Hắn linh hồn, tại vô biên hủy diệt trong biển ánh sáng chìm nổi, kêu thảm, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp thống khổ vạn lần kiếp phạt. Diệp thần nghe xong Lăng Thanh Trúc nói, chấn động vô ngôn, lẩm bẩm nói, biến thành quang. Nguyên lai, là ý tứ này. Hắn nhớ tới Nhậm Phi Phàm, từ Nhậm Phi Phàm đản sinh một khắc này. Liền có một thanh âm, xoay quanh tại hắn bên tai, nói gọi hắn phụ trợ luân hồi trèo lên đỉnh, làm khen thưởng, hắn có khả năng biến thành quang. Thanh âm này, chẳng lẽ là Thái Sơ phát ra? 72 trụ thần, bọn hắn muốn trở thành ánh sáng, cũng cần hoàn thành nhiệm vụ, liền là sáng thế nhiệm vụ. Chỉ bất quá, cái này sáng thế nhiệm vụ, rõ ràng không có xong dễ dàng như vậy thành, bởi vì 72 trụ thần, mỗi một cái đều mang có vô biên thống khổ cùng oán niệm. Khổ sở của bọn họ bắn ra đến thế giới bên trong, đủ để cho thế giới sụp đổ. Sư phụ, 72 trụ thần, bọn hắn sinh mệnh ý nghĩa, liền là sáng thế, chúng ta cái thế giới này, là Phạm Thiên sáng tạo a. Bây giờ không không lúc nào không, tranh đấu sát lục, hắc ám thiên tai không ít, nhưng thời không cuồn cuộn, vạn giới vô biên, cũng tính ổn định phồn vinh a. Cái kia Phạm Thiên là hoàn thành sáng thế mục tiêu. Diệp thần hỏi. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài một cái, nói ta không biết, ta chỉ biết là, Phạm Thiên là một thiên tài, tại 72 trụ thần sáng thế dồn dập thất bại thời điểm, hắn nghĩ tới một thiên tài biện pháp, liền là để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, đang say giấc nồng sáng thế. Bởi vì hắn ngủ thiếp đi, cho nên hắn không có thống khổ, nỗi thống khổ của hắn sẽ không bắn ra đến thế giới bên trong, thế giới liền sẽ không bị thống khổ thiên tai bao phủ, là có thể vĩnh hằng ổn định kéo dài tiếp. Loại biện pháp này, không phải là không có người nghĩ tới, nhưng áp dụng vô cùng khó khăn, để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng qua là ngắn ngủi thôi miên thôi, phần thiên đại kiếp mang tới thống khổ, cũng sẽ không tan biến, ngược lại sẽ trong thân thể tích tụ. Chờ ngày nào đó người thức tỉnh, nhiều năm tích câu tụ phần thiên đại khổ, một thoáng bùng nổ, cái kia thống khổ đơn giản không cách nào tưởng tượng, hủy diệt thống khổ thiên tai, đồng dạng sẽ bao phủ sáng tạo thế giới. Diệp thần trừng to mắt, nói, nguyên lai, lại là như thế này, Phạm Thiên ở trong giấc mộng sáng tạo thế giới, kỳ thật cũng không phải là hư ảo, một dạng là chân thật. Chờ Phạm Thiên mộng tỉnh, cũng không phải là hư ảo phá toái, mà là hắn phần thiên thống khổ, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến hủy diệt thiên tai. Lăng Thanh Trúc tựa hồ cũng không quá tán thành Diệp thần lời giải thích, trầm ngâm một chút, nói, ngô. Ta không biết,
hư ảo cùng chân thực, ai có thể phân rõ. Bất quá đại khái cũng gần như đi, Phạm Thiên là không thể tỉnh lại, hắn nhất định phải một mực ngủ say đi, nếu là hắn tỉnh, thế giới hoàn toàn chính xác liền sẽ hủy diệt. Mặc kệ là mộng cảnh phá toái mang tới hủy diệt, vẫn là thống khổ thiên tai mang tới hủy diệt, kết quả cũng giống nhau. Phạm Thiên dĩ nhiên cũng biết vấn đề này, cho nên hắn không có thể làm cho mình tỉnh lại, hắn muốn trong giấc mộng biến thành ánh sáng, hắn mời cùng tỷ thấp nô đến giúp hắn, là hủy diệt chiến thần, sức chiến đấu mạnh vô biên, có thể giúp Phạm Thiên ngăn trở mặt khác trụ thần quấy nhiễu, tỷ thấp nô thì là thủ hộ chi thần, hắn có thể cho Phạm Thiên thế giới đản sinh trái cây, đủ loại văn minh, hệ thống tu luyện, pháp tắc quy luật, sinh linh chủng tộc, an ổn kéo dài tiếp. Cứ như vậy, Phạm Thiên sáng tạo thế giới, rốt cục an ổn vận hành rất dài thời gian rất dài, mặt khác trụ thần đô chấn kinh, cũng muốn tham dự sáng thế, kiếm một chén canh, mong muốn cùng một chỗ biến thành quang. Điệp Mộng Tinh Quân nói, nàng muốn đào ra trái tim của nàng, sáng tạo một cái nôi, nhưng Phạm Thiên càng an ổn giấc ngủ, chính là ngày đó ma đạo phương. Thiên Tổ nói, hắn cũng muốn ra một phần lực, muốn tại Phạm Thiên trong thế giới thành lập luân hồi, dạng này vạn một thế giới hủy diệt, cũng có thể tại hắn trong luân hồi trùng sinh. Còn có Hắc Hoàng Đế, nói là muốn giúp đỡ thành lập trật tự, còn có Đại Hiền Giả, nói muốn dẫn dắt ngu muội sinh linh hướng đi văn minh. Tóm lại 72 trụ thần, đều nghĩ tham dự sáng thế, mặt ngoài nói là ra một phần lực, nhưng trên thực tế, ân, bao quát Thiên Tổ ở bên trong, đều có dã tâm, mong muốn một mình đánh cắp sáng thế trái cây, chỉ để cho mình biến thành quang. Bởi vì người người đều biết, sáng thế công đức, coi như lại lớn, tối đa cũng chỉ đủ vài người điểm, 72 trụ thần, mong muốn người người đều biến thành ánh sáng, cái kia công đức hoàn toàn không đủ, không thể nào. Cho nên từng cái đều là lòng lang dạ thú, mong muốn trộm đoạt sáng thế đại công đức. Diệp Thần nói, Ngô, ngươi nói như vậy Thiên Tổ, lòng lang dạ thú, liền không sợ hắn trách phạt sao? Lăng Thanh Trúc mỉm cười, nói, sẽ không, những thế giới này bên ngoài bí mật, đều là Thiên Tổ chính mình nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một ngày hắn uống say, còn chảy nước mắt, có thể là bởi vì phần thiên đại kiếp quá mức thống khổ đi, hắn nói rất nhiều thứ. Mẫu thân của ta là cái thứ hai lắng nghe người, nàng nghe được Thiên Tổ thanh âm, nghe được hết thảy bí mật, nàng sau này nói cho ta biết. Diệp Thần nói, thì ra là thế, vậy ngươi vừa mới nói với ta, sáng thế huyền bí, biến thành ánh sáng bí mật, những người khác không biết. Lăng Thanh Trúc nói, bọn hắn không biết, chỉ có ta biết, chúng ta chịu pháp tắc thần thạch tẩm bổ, có thể khám phá thế giới bên trong bí mật, nhưng không nhìn thấy thế giới bên ngoài đồ vật. Trong lòng ta chỗ có liên quan với thế giới bên ngoài đồ vật, người khác cũng không nhìn thấy, vô pháp suy tính một chút. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nếu như những vật này đều là Thiên Tổ nói, cái kia có độ tin cậy liền vô cùng cao. Hắn sửa sang lại đầu mối, đại khái thanh lý xuất thế giới chân tướng. Đầu tiên, thế giới chân chính khởi nguyên, là Thái Sơ Chi Quang. 72 trụ thần, tại ngày nào đó sinh ra, cũng nhìn thấy Thái Sơ. Hiểu rõ tự thân tồn tại ý nghĩa, liền là sáng thế. Chỉ cần sáng thế thành công, là có thể thoát khỏi phần thiên đại kiếp thống khổ, dung nhập Thái Sơ, biến thành quang. Sau đó, 72 trụ thần bắt đầu nếm thử sáng tạo thế giới, nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ có Phạm Thiên, thành công đã sáng tạo ra cái thế giới này. Hết thảy phồn hoa, hưng thịnh, văn minh, máu nóng, cẩm thú giang sơn, tình thơ ý họa, yêu hận tình cừu, đều tại thế giới bên trong. Thế giới bên trong, mới thật sự là có ý nghĩa thế giới bên ngoài là thống khổ cùng hư vô, mỗi cái trụ thần cũng muốn tiếp nhận vô biên dày vò. Lại sau đó, rất nhiều trụ thần nếm thử tiến vào thế giới bên trong, cũng cố gắng đánh cắp sáng thế trái cây, bao quát Thiên Tổ, Điệp Mộng Tinh Quân. Nhưng cuối cùng, bọn hắn không thành công. Mà sáng thế nhiệm vụ, tựa hồ cũng không có chân chính hoàn thành, bởi vì Phạm Thiên, Tỷ Thấp Nô, cũng không có thay đổi thành ánh sáng. Thậm chí truyền thuyết bọn hắn đều vẫn lạc. Bọn hắn là như thế nào ngã xuống, Diệp Thần không biết, còn có thời gian luân hồi, thế giới quy khư, đây đại khái là cùng Thiên Tổ có liên quan rồi, nhưng cụ thể chân tướng, Diệp Thần cũng không biết. Tóm lại, giờ này khắc này, Diệp Thần biết rất nhiều thế giới chân tướng, nhưng không biết đồ vật, y nguyên có rất nhiều, vẫn là sương mù một mảnh. Thậm chí, tất cả những thứ này là thật là giả, thật đúng là vô pháp xác định. Diệp Thần đang suy nghĩ lấy, đột nhiên thấy thân thể ấm áp, một bộ ôn hương nhuyễn ngọc ôm lấy chính mình. Hắn sững sờ,
lại phát hiện Lăng Thanh Trúc đang ôm hắn, hắn liền hỏi, ngươi làm gì? Lăng Thanh Trúc cười nói, cho ngươi cái ôm a, này chút liên quan đến thế giới chân tướng đổ vật, đối đạo tâm trùng kích vô cùng mãnh liệt, mẹ ta ban đầu là trọn vẹn bỏ ra 10000 năm thời gian, từng chút tiết lộ cho ta nghe, dù vậy, ta năm đó còn là kém chút hỏng mất, ngươi là ta đổ nhi ngoan, ta sẽ không để cho ngươi sụp đổ, yên tâm, bất kể như thế nào, sư phụ đều tại. Vừa nói vừa ôm thật chặt ôm Diệp Thần. Diệp Thần rất có điểm dở khóc dở cười, nghiêm trọng hoài nghi Lăng Thanh Trúc là nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi, hắn nhẹ nhàng buông ra Lăng Thanh Trúc ôm ấp, cười nói ta không sao, đạo tâm của ta, không dễ dàng như vậy bị rung chuyển. Mặc dù Lăng Thanh Trúc nói tới thế giới chân tướng, hoàn toàn chính xác hết sức chấn động nhân tâm, nhưng Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, cũng là có thể tiếp nhận này chút chân tướng trùng kích. Lăng Thanh Trúc chừng mắt nhìn, nhìn thấy Diệp Thần tinh thần đích thật là hết sức ổn định, cũng yên lòng gật đầu, nói, đồ nhi ngoan, không hổ là ngươi. Ân, ta hiện tại liền truyền cho ngươi Thiên Cơ lão nhân bí pháp. Nàng đem Diệp Thần trong tay kim loại tấm cầm tới, cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi vẩy ở giữa cái kia viên hạt châu màu đen bên trên, chỉ thấy hạt châu màu đen thần quang biến hóa, từng sợi xương mù bốc lên, Thiên Cơ lão nhân hình ảnh làm nhạt xuống, từng mảnh ký tự cùng đồ hình lại bay ra, tại Diệp Thần trước mắt lướt qua. Oanh! Lập tức, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ mênh mông tin tức chảy, tại thức hải bên trong nổ tung, đủ loại cơ giới cơ quan bí pháp, không ngừng lướt qua. Thiên Cơ lão nhân lưu lại truyền thừa, tên là Thiên Công Tạo Hóa ghi chép, bên trong ghi chép ngàn ngàn vạn vạn loại cơ giới cơ quan tạo vật chi pháp, cuồn cuộn rộng rãi, cuối cùng vạn thế kỷ nguyên cũng khó có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Lăng Thanh Trúc nói, chúng ta thiên tổ các ngũ đại phái, các học một đầu chi nhánh, ta thiên khôi phái học, chính là cái kia cơ giới khôi lỗi tạo vật chi pháp, đồ nhi, ngươi cũng có thể học đầu này chi nhánh, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Thiên Công Tạo Hóa ghi chép. Diệp Thần nhìn trước mắt không ngừng xẹt qua ký tự cùng bức họa, cũng là thấy môn này Thiên Công Tạo Hóa ghi chép bác đại tinh thâm, mong muốn toàn bộ lĩnh ngộ nghiên cứu kỹ, cơ hồ không có khả năng, coi như là dùng Diệp Thần thiên phú, cũng không có khả năng nói trong khoảng thời gian ngắn mò thấy, bởi vì thật sự là quá mức rộng rãi cuồn cuộn, ẩn chứa Thiên Cơ lão nhân suốt đời tâm huyết tinh hoa. Thiên Cơ lão nhân, chính là 72 trụ thần một trong, hắn lưu lại bí pháp truyền thừa, người bình thường có thể học thành một đầu chi nhánh, cũng đủ để độc bộ chư thiên. Thiên Công Tạo Hóa ghi chép bên trong ghi lại cơ giới tạo vật chi pháp, có chế tạo cơ giới thú, có chế tạo trùng cơ giới con, có chế tạo cơ giới vũ khí, còn có chế tạo cơ giới khôi lỗi, ngoài ra còn có đủ loại cơ quan bẫy dập, cơ quan ám khí, thuốc nổ vũ khí nóng, quang điện tạo vật chế tạo chi pháp, có thể nói là cuối cùng thiên công, diệu pháp vô tận, tùy tiện một đầu chi nhánh, liền đầy đủ người phỏng đoán vạn thế kỷ nguyên. Diệp Thần biết rõ tham thì thâm đạo lý, hắn chỉ muốn tinh thông cơ giới khôi lỗi chế tạo chi pháp, giúp chú tinh long thần chế tạo ra một đúng với máy móc chi thân. Đồ nhi ngoan, ta an bài cho ngươi cái gian phòng, chính ngươi thật tốt lĩnh hội đi, có không hiểu hỏi lại ta. Đến với thiên đạo nữ thần bên kia, ngươi không cần lo lắng, cha ta đã ra đi tìm, có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lăng Thanh Trúc đem kim loại trên bảng truyền thừa hạt châu lấy xuống, nhét vào Diệp Thần trong tay, vừa cười vừa nói. Được. Diệp Thần gật đầu, nhận lấy truyền thừa hạt châu, trong lòng ghi nhớ lấy tiểu mạt lị, bất quá lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi thiên khôi phái bên này tin tức. Ngay sau đó, Diệp Thần tại Lăng Thanh Trúc an bài xuống, vào ở một gian sạch sẽ trong phòng khách. Diệp Thần liền tại trong phòng khách, lĩnh hội trong hạt châu Thiên Công Tạo Hóa ghi chép. Hắn nhấn mạnh lĩnh ngộ cái kia cơ giới khôi lỗi tạo vật chi pháp. Khôi lỗi xác thịt như thế nào chế tạo, như thế nào đúc nóng linh hồn, cơ giới khớp nối ở giữa như thế nào liên thông chuyển động, năng lượng đầu nguồn như thế nào xây dựng các loại, này chút phức tạp cao thâm cơ giới chi đạo, người bình thường mong muốn lĩnh hội có thành tựu, không có vạn năm thời gian là không được. May mắn Diệp Thần thiên phú siêu phàm, hắn chỉ chuyên tâm nghiên tập cơ giới khôi lỗi chế tạo chi pháp, rất nhanh liền mò tới cánh cửa, như thế trôi qua 2 ngày. Hắn đã đại khái thăm dò đủ loại cơ giới khôi lỗi rèn đúc pháp môn. 2 ngày trôi qua, không biết Lăng cô nương bên kia, tìm tới mạt lị không có. Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, 2 ngày thời gian, còn không có tin tức truyền đến, hắn có chút ngồi không yên, hiện tại liền theo trong phòng khách ra tới, chuẩn bị tìm Lăng Thanh Trúc hỏi một chút. Mà hắn mới ra phòng khách, lại thấy Lăng Thanh Trúc lại vội vã chạy tới tìm hắn.
Luân hồi chi chủ, không, nghe lời đồ nhi. Lăng Thanh Trúc có chút thở hổn hển chạy đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần kêu một tiếng, sư phụ. Lăng Thanh Trúc nói, đồ nhi, thiên công tạo hóa ghi chép người lĩnh hội đến như thế nào? Diệp Thần nói, miễn cưỡng xem như bước vào cánh cửa, sư phụ, Mạt Lị đâu? Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy tiểu Mạt Lị, chỉ sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lăng Thanh Trúc nói, vù vù, ta tới tìm ngươi, đang chuẩn bị nói việc này, cha ta bọn hắn đi tìm thiên đạo nữ thần, nàng một đường chạy, hôm nay lại chạy vào Linh Khư Thánh Địa. Này có thể cực kỳ không ổn. Diệp Thần thấy Lăng Thanh Trúc phản ứng lớn như vậy, nhân tiện nói, Linh Khư Thánh Địa. Đây là cái gì nguy hiểm cấm địa sao? Lăng Thanh Trúc nói, đúng. Này Linh Khư Thánh Địa, nhưng mà năm đó thiên tổ ở lại qua địa phương a. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói thiên tổ ở lại qua địa phương. Lăng Thanh Trúc nói, ừm, năm đó thiên tổ sáng tạo ra thất giới, ta Nam Châu Thiên vì thất giới một trong, thiên tổ từng ở chỗ này ở lại qua, hắn chỗ ở, liền là Linh Khư Thánh Địa. Bên trong có không ít thiên tổ lưu lại thiên tài địa bảo, nhưng vạn cổ đến nay, ai cũng không dám nhúng chàm. Đều bởi vì Linh Khư Thánh hình địa, có đặc thù mộ táng cấm chế, cái kia mộ táng cấm chế, có táng thiên oai, tới gần người chết. Coi như là thiên đế, đều sẽ bị cái kia cấm chế mai táng. Nhiều năm như vậy, chỉ có Huyền Vũ Đế Quân, có thể tại Linh Khư trong thánh địa sinh hoạt. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, nói, ồ. Lăng Thanh Trúc nói, Huyền Vũ Đế Quân liền là Huyền Vũ mảnh vỡ nha, hắn mang theo Huyền Vũ bảo vệ thần lực, năm đó giết chết mẫu thân của ta, cướp đi pháp tắc thần thạch về sau, hắn liền chạy đến Linh Khư thánh địa, ẩn nấp trốn, một lòng lĩnh hội pháp tắc thần trên đá diệu pháp. Dựa vào Huyền Vũ mảnh vỡ thủ hộ lực lượng, hắn miễn cưỡng nhưng tại Linh Khư thánh địa dừng chân, nhưng cũng không dám nhúng chàm thiên tổ lưu lại thiên tài địa bảo, sợ hãi xúc động cấm chế nhân quả, gặp thiên phạt. Bất quá tại người buông xuống trước, Huyền Vũ Đế Quân liền chạy trốn. Diệp Thần nói, cái gì? Hắn chạy. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy a, luân hồi uy danh, kinh thiên động địa, khí vận hừng hực, Huyền Vũ Đế Quân cũng sợ hãi, người đã được đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại mảnh vỡ, khí thế như cầu vồng, nghĩ đến là có thể bắt lại cuối cùng một khối Huyền Vũ mảnh vỡ. Tuy nói theo mặt ngoài thực lực đến xem, Huyền Vũ Đế Quân hơn xa ngươi, nhưng hắn không dám đánh cược, suy tính người muốn buông xuống, hắn liền sớm chạy trốn, trước mấy ngày liền rời đi Nam Châu Thiên. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn tới Nam Châu Thiên, trong đó có một cái mục đích, chính là muốn tìm kiếm Huyền Vũ mảnh vỡ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Huyền Vũ mảnh vỡ đã sớm tu thành hình người, hơn nữa còn chạy trốn, bây giờ cũng không tại Nam Châu Thiên chi bên trong. Này Huyền Vũ Đế Quân, chạy đi nơi nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, với hắn mà nói, Huyền Vũ mảnh vỡ phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể mất đi. Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, Huyền Vũ mảnh vỡ thuộc thần giáp mệnh tinh, là luân hồi pháp tắc một bộ phận, mong muốn nhìn trộm hắn thiên cơ, vô cùng gian nan, trừ phi có thể đi vào Linh Khư Thánh Địa, tìm tới Huyền Vũ Đế Quân dấu vết lưu lại, mới có thể suy tính hắn chạy đi nơi nào. Diệp Thần lại hỏi, pháp tắc thần thạch cũng bị hắn mang đi. Lăng Thanh Trúc nói, cái kia thật không có, pháp tắc thần thạch là thiên tổ thánh vật, bất kỳ người nào đều không thể mang rời khỏi Nam Châu Thiên, cũng không thể một mình có được, Huyền Vũ Đế Quân chẳng qua là một mình chạy trốn, pháp tắc thần thạch còn lưu tại Linh Khư trong thánh địa. Diệp Thần nói, ha ha, ta mặt hắn đều còn không có gặp, liền trực tiếp chạy trốn, thật sự là không tưởng được a. Lăng Thanh Trúc nói, hắn khó được tu thành hình người, cũng không dám cược, Ngô, Đồ Nhi, người mong muốn Huyền Vũ mảnh vỡ, vẫn phải tốn nhiều sức lực. Diệp Thần nói, ta liền biết, cuối cùng này một mảnh vụn, không dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay. Thôi, mảnh vỡ sự tình, có thể chậm một chút lại nói, ta bây giờ chỉ lo lắng Mạt Lị. Lăng Thanh Trúc nói, nàng chạy vào Linh Khư trong thánh địa, xúc động thiên tổ lưu lại đủ loại cấm chế, cha ta nói, nàng đã bị cấm chế chém thành bị thương nặng, lại không thi cứu, vậy nhưng liền phiền toái. Bất quá tin tức tốt là, đại lượng cấm chế bị nàng đạp đi, Linh Khư trong thánh địa thiên tài địa bảo, cũng là có thể lấy ra. Thiên tổ năm đó ở tại Linh Khư thánh địa, kỳ thật cũng không có tận lực bố trí xuống cấm chế, chẳng qua là khí tức của hắn quá cường đại, hắn ở lại qua địa phương, liền sẽ hình thành đặc thù cấm kỵ khí tức, thiên đế đều khó mà tới gần. Đến mức thiên tổ lưu lại thiên tài địa bảo,
Kỳ thật ban đầu chẳng qua là phổ phổ thông thông hoa cỏ cây cối, lây dính thiên tổ khí tức về sau, mới phát sinh nghịch thiên thuế biến, biến thành thế chỗ hiếm có chân bảo. Thiên tổ mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, khí tức của hắn, có thể nhường cỏ dại hóa thành chân quý dược liệu, có thể nhường gà rừng hóa thành cửu thiên phượng hoàng, có thể nhường chọc thủy dòng suối hóa thành tiên nguyên linh tuyền, có thể nhường hoang vu thế giới hóa thành cẩm tú giang sơn, nhường hỗn độn hư không diễn hóa xuất sáng chói tinh thần. Linh khư trong thánh địa cái gọi là thiên tài địa bảo, thiên tổ đương nhiên là không quan tâm, tựa như người sẽ không để ý một gốc cỏ dại, ai muốn cầm ai cũng có thể cầm lấy đi, chẳng qua là hắn lưu lại khí tức diễn biến thành cấm chế, lại làm cho linh khư thánh biến thành cấm địa, bình thường người căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là chiếm lấy bên trong thiên tài địa bảo. Diệp Thần nhìn thấy Lăng Thanh Trúc trong đôi mắt, mang theo chờ mong chấp lóe, rõ ràng đối linh khư trong thánh địa thiên tài địa bảo, cũng là 10 điểm khát vọng. Nàng tự nhiên quan tâm tiểu mạt lị sinh tử, nhưng tương tự quan tâm linh khư trong thánh địa bảo vật. Mà Diệp Thần, cũng không quan tâm cái gì bảo vật, hắn chỉ muốn dẫn hồi trở lại tiểu mạt lị. Lăng cô nương, cái kia mang ta đi một chuyến linh khư thánh địa. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Lăng Thanh Trúc gặp hắn đều không gọi mình sư phụ, hiển nhiên là không tâm tư lại chơi cái gì sư đồ trò chơi, không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn thẳng Diệp Thần con mắt, chỉ cảm thấy vô cùng khiếp người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ách, cái này, đồ nhi, ân, không phải, luân hồi chi chủ, cha ta đã trở về, đang ở nội các họp, ngươi chờ một chút, chờ hắn hồi trở lại tới xem hắn nói như thế nào đi. Thiên tổ các ngũ đại phái làm theo điều mình cho là đúng, cũng không có thống nhất các chủ, chỉ có một cái nội các, gặp được chuyện trọng đại, ngũ đại phái trưởng giáo nhóm, liền ở bên trong các bên trong bàn bạc quyết đoán. Tiểu mạt lị xông vào linh khư thánh địa, việc này không thể coi thường, liền cần ở bên trong các tổ chức hội nghị, ngũ đại phái trưởng giáo chung nhau thương nghị đối sách. Diệp Thần nói, ta không thể chờ, linh khư thánh địa, ân, ở chỗ này, ta trước đi xem một chút. Trong lòng của hắn chỉ ghi nhớ lấy tiểu mạt lị, hơi vừa suy tính đến linh khư thánh địa vị trí, liền lập tức nghĩ phá không mà đi. Luân hồi chi chủ, chậm đã. Ngay lúc này, một người mặc màu xanh da trời trường bào người trung niên, hoành không bay lượn tới, ngăn cản Diệp Thần đường đi. Cha! Lăng Thanh Trúc nhìn thấy người trung niên này, vừa mừng vừa sợ, lập tức kêu một tiếng. Diệp Thần nhướng mày! Đã thấy trung niên nhân kia màn 10 điểm khách khí hướng hắn chắp tay, nói, luân hồi chi chủ, tại hạ Lăng Ảnh, chính là thiên khôi phái trưởng giáo, xin nghe ta một lời, ngươi tùy tiện tiến đến linh khư thánh địa, quá mức nguy hiểm, còn mời an tâm chớ vội. Diệp Thần nói, mạt lị ngã vào linh khư trong thánh địa, không rõ sống chết, ta nhất định phải đi cứu nàng. Lăng Ảnh nói, luân hồi chi chủ xin yên tâm, thiên đạo nữ thần thân phận đặc thù, chỉ cần thiên đạo bất diệt. Vô luận nàng chịu lại lần nữa thương, cũng là sẽ không chết, nhiều nhất lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Diệp Thần nói, vĩnh hằng ngủ say, cái kia cùng chết có cái gì khác nhau? Lăng Ảnh nói, bình tĩnh, luân hồi chi chủ, thiên đạo nữ thần sẽ không chết, tại hạ cũng biết bây giờ sự tình khẩn cấp, vì vậy đã cùng nội các bàn bạc qua, ngũ nhạc giao đấu sớm cử hành, liền tại đêm nay, chờ giao đấu kết thúc, chúng ta lập tức liền đi cứu người. Diệp Thần nói, các ngươi giao đấu. Quan cứu người chuyện gì? Lăng Ảnh hít một tiếng, nói, ngũ nhạc giao đấu, chính là ta thiên tổ các mỗi năm một lần việc trọng đại, nhất định phải xử lý. Nội các đã quyết định, ngày mai chư trưởng giáo trưởng lão, liền cùng nhau xuất phát, đi tới linh khư thánh địa cứu người. Thuận tiện thu lấy bên kia thiên tài địa bảo, việc này không thể coi thường, cho nên ngũ nhạc giao đấu chỉ có thể sớm cử hành, bằng không đến ngày mai, chư trưởng giáo trưởng lão toàn bộ rời đi. Liền không người chủ trì nghi thức. Lăng Thanh Trúc nghe được chư trưởng giáo trưởng lão đều muốn đi, lập tức lấy làm kinh hãi, nói cha, muốn đi nhiều người như vậy sao? Lăng Ảnh ngưng trọng nói, dĩ nhiên, thiên đạo nữ thần, thân phận không thể coi thường, ta thiên tổ các ngũ đại phái, nhất định phải buông xuống thành kiến, hợp lại đi cứu người, mới có một chút hy vọng sống. Bằng không, thiên đạo nữ thần còn có linh khư thánh địa bảo tàng, đều muốn bị sát thiên điện cùng đấu chiến phủ cướp đi. Nghe nói như thế, Lăng Thanh Trúc cũng là thấy ám lưu hung dũng, mưa gió sắp đến. Nhìn chằm chằm mạt lị, không ngừng một đôi tầm mắt, ngoại trừ thiên tổ các bên ngoài, sát thiên điện cùng đấu chiến phủ, đối mạt lị đều vô cùng có hứng thú. Mà lại,
Mạt Lị đem linh khư thánh địa đại lượng cấm chế đạp đi, hiện tại thánh địa cấm chế yếu bớt, bên trong thiên tài địa bảo có khả năng mặc người lấy ra, không có người cam lòng buông tha như thế phong phú tài nguyên. Còn có, Huyền Vũ đế quân trốn đi, pháp tắc thần thạch vô chủ, càng là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mạt Lị, thánh địa chân bảo, pháp tắc thần thạch, ba đại bảo tàng, đầy đủ tại toàn bộ Nam Châu Thiên, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, cũng là thấy đủ loại nhân quả, dây dưa thâm hậu, tương lai lộ ra đủ loại mùi máu tươi, cũng may mà hắn vừa mới không có độc thân xuất phát, bằng không, nếu là hắn một thân một mình, đối mặt sát thiên điện cùng đấu chiến phủ, chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Hắn quan tâm sẽ bị loạn, ghi nhớ lấy Mạt Lị, cũng là không để ý đến sát thiên điện cùng đấu chiến phủ tồn tại. Lăng trưởng giáo, nếu ta nhóm ngày mai lại đi cứu người cùng đoạt bảo, nhưng một phần vạn hôm nay bị sát thiên điện cùng đấu chiến phủ nhanh chân đến trước, nên làm thế nào cho phải? Diệp Thần lại hỏi. Lăng Ảnh cười nói, luân hồi chi chủ xin yên tâm, tuy nói linh khư thánh địa đại bộ phận cấm chế, đều bị thiên đạo nữ thần đạp đi, nhưng hạch tâm nhất luân hồi thiên táng cấm chế, nhưng không có tan biến, sát thiên điện cùng đấu chiến phủ coi như buông xuống, nghĩ tại trong hôm nay, phá mất thiên táng cấm chế nhập thánh địa, cũng là vạn vạn chuyện không thể nào. Mà lại ta tại linh khư thánh địa bên kia, cũng có lưu trưởng lão trông coi, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta có khả năng lập tức chạy tới. Nghe nói như thế, Diệp Thần mới thoáng yên tâm, nhẹ gật đầu. Lăng Ảnh mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ta nghe nói, người đã bái tiểu nữ vi sư. Lăng Thanh Trúc gương mặt soạt một thoáng đỏ lên, dậm chân, quẫn bách nói, cha, đây là ta đùa giỡn. Lăng Ảnh cười nói, luân hồi chi chủ, nhược nễ bái sư tiểu nữ, vậy ngươi cũng xem như ta Thiên Khôi phái một thành viên, đêm nay ngũ nhạc giao đấu, còn xin ngươi nhiều hơn ra sức a. Ha ha, nếu có thể thắng được giao đấu, ta Thiên Khôi phái liền có thể làm chủ thiên tổ phong, còn có thể đi kinh hồng bức tường quan sát. Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi đối làm chủ thiên tổ phong, không quá mức hứng thú, nhưng ta nghĩ kinh hồng bức tường cái kia kỳ quan, ngươi nhất định không muốn bỏ qua. Diệp Thần thấy Lăng Ảnh một bộ thần bí bộ dáng, cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, há, kinh hồng bức tường, đồ vật gì? Lăng Ảnh nói, kinh hồng bức tường, nhưng thật ra là một vách đá, nhưng này trên vách núi đá, tình cờ lại có một cái bóng lướt qua, vậy thì thật là, phiếu miểu cô hồng ảnh, tuyết bay đạp vô ngân, cái bóng kia là một nữ tử, truyền thuyết là thiên tổ hồng nhan chi kỷ, thiên tổ từng vì nàng chảy qua một giọt nước mắt. Thiên tổ rời đi trước, đã từng nói, nếu như người nào có thể tìm tới hồng nhan chi kỷ của hắn, hắn có khả năng vô điều kiện vì người kia làm một chuyện. Cái kia kinh hồng bức tường, liền là thiên tổ lưu lại manh mối. Nghe được Lăng Ảnh lời này, Diệp Thần trong lòng lập tức đại chấn, lẩm bẩm nói, thiên tổ có một người hồng nhan chi kỷ sao? Lăng Ảnh nói, đúng vậy a, thiên tổ cũng là hữu tình người, đối cái kia hồng nhan chi kỷ 10 điểm cảm mến, nhưng nhà gái lại khắp nơi trốn tránh hắn, hắn 10 điểm bất đắc dĩ. Lưu lại kinh hồng bức tường, phía trên có hắn hồng nhan một đạo cắt hình, này là vô cùng trọng yếu manh mối, nếu như ai có thể dọc theo cái này cắt hình, tìm tới vị kia hồng nhan, vậy thì thật là nghịch thiên cải mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 558.